có trao đổi hay có trao đổi và thực sự là nhận được từ cô một cái sự cố vấn. Em cảm thấy được rằng là cái nếu mà chúng ta từ trước đến nay mọi người đã nghe đến Green Filter gần đây của Lightgift, của Wellness, nhưng mà cái chủ đề này nó là lần đầu tiên luôn đúng không ạ? Và em tin chắc rằng là nếu mà chúng ta hiểu rõ những cái chủ đề theo cái hướng mà cô cố vấn như thế này thì từ nay về sau thì chúng ta sẽ khai thác được rất là nhiều khía cạnh trong việc chăm sóc sức khỏe đối với từng sản phẩm một cách sâu sát, chi tiết và nó gọi là giá trị hơn nữa. Thì hôm trước là cô Anh Vũ vào ngày chủ nhật vừa rồi, cô Anh Vũ và chị Sáng Trần cũng đã đến Ly Kỳ Coffee dự khai trương. Em cũng sẽ show một chút hình ảnh, không biết là các anh chị nhìn rõ không ạ? Hôm đó là em có nói cô là em rất thích cô mặc áo dài, cho nên là cô cũng đã áo dài tới, và chị Sáng Trần thì đi từ dưới Tiền Giang lên để tham dự chương trình. Và thực sự là cái ngày hôm đó em rất là hạnh phúc là có rất là nhiều các anh chị cũng đã tới tham dự khai trương. Thì sắp tới mình sẽ có những cái chương trình tại Ligi Coffee để mà mình có thể là hỗ trợ offline cũng như là hỗ trợ course từng team. Thì em sẽ gửi lịch cho từng team để chúng ta có thể đến và được đón tiếp một cách là chu đáo hơn, được không ạ? Rồi, thì trong chương trình ngày hôm nay thì đây là chương trình về Green Filter, là về thanh lọc, về bảo vệ gan, nhưng mà trong cái việc đó là gì, ứng dụng để chúng ta có thể là gì ạ, giải độc rượu bia. Thực ra thì em hiện tại em không có dùng chất cồn về cả rượu bia, kể cả là nhẹ em cũng không có uống, tức là liên quan đến cồn và chất men thì em lại không có dùng. Tuy nhiên thì xung quanh em thì có rất là nhiều người họ dùng, và cái này cũng không phải là vì là mình sống healthy nên là em không có dùng đâu ạ, mà trước đây em có. Nhưng sau này thì sự thay đổi trong trong cái suy nghĩ của em nên em không có dùng chất cồn luôn. Cho nên là nhưng mà xung quanh em thì về đồng nghiệp này hoặc là những đối tác này thì em thấy những bữa tiệc hoặc là những buổi mà làm việc hoặc thậm chí là trò chuyện bình thường tại nhà, mọi người vẫn có thói quen là gì ạ? À, đưa rượu bia hoặc là thậm chí là những cái đồ uống mà có chất cồn khác. Gọi là nhiều lúc mình bảo là nhẹ thôi, nhưng mà thực sự là nó cũng có, nếu như mà chúng ta thấy là ví dụ rượu nho thì cũng có chất cồn đi, cũng có những lợi ích về sức khỏe. Tuy nhiên thì có gần như khi mà nhắc đến rượu bia là mọi người sẽ thấy có những cái sự tiêu cực nhiều hơn. Chính vì vậy cho nên là đối với cái việc mà cái nhu cầu cũng như là cái giải pháp cho cái vấn đề là hỗ trợ cho mọi người là có những cái công việc là cái việc mà tiếp khách hoặc là ký kết rồi là rất là nhiều cái sự kiện thì nhiều nhiều anh chị, nhiều đồng nghiệp của chúng ta vẫn gặp phải đó tình trạng nhiều lúc là mình buộc phải uống. Cho nên là em nghĩ là nếu chúng ta có một cái giải pháp và một cái sự giải thích mà có đầy đủ cơ chế cũng như là một cách rất là nhẹ nhàng. Em rất là thích cô Anh Vũ một chỗ đó là cô biến những cái kiến thức mà thuộc về rất là sâu sắc và rất là chuyên môn trở thành những cái điều rất là đơn giản để cho mọi người có thể ứng dụng vào trong cuộc sống. Thì đó là lý do mà ngày hôm nay là chúng ta có một cái buổi đó là gì ạ? Mời được cô để chia sẻ chính trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi cô Chị lên ơi, sóng, em cũng sẽ chia sẻ chị một xin chút nhờ xíu. Đó là chương trình xe cái màn hình to lên tí. màn hình to đúng không ạ? Rồi, chắc là em cũng sẽ bật lại. Rồi thì nhưng mà trước khi mà cô Anh Vũ xuất hiện thì em cũng sẽ mời lên đây vị khách mời đầu tiên mà em cũng đã nhắc đến từ đầu giờ, đó chính là gì ạ? Chị Dược sĩ Sáng Trần. Thì chị cũng là một trong những gọi là em dùng từ là khách hàng đi, tại vì ngay từ khi mà Green Filter Cần Tây, cái sản phẩm Cần Tây ra mắt trên kệ Rugby thì chị cũng đã có những cái trải nghiệm rất là, em phải nói rất là sâu sắc và rõ rệt từ cái việc sử dụng sản phẩm, và đặc biệt là chị đã tham gia vào chương trình detox, là chương trình mà 3 day detox là 72 giờ thanh lọc của Life Gift tổ chức. Thì ngày hôm nay em cũng rất là hân hạnh mời chị Sáng lên đây để có thể chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái cảm nhận đó, và dưới góc độ là một người cũng là liên quan đến ngành nghề đó là chăm sóc sức khỏe, là một dược sĩ này, rồi thứ hai nữa là một chị cũng là một người mà phát triển trong rugby của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là việc chia sẻ của chị em nghĩ là cũng sẽ rất là giá trị. Thì ngay bây giờ thì em sẽ mời chị Sáng có thể là bật mic và cùng chia sẻ với mọi người về những cái nội dung mà em vừa giới thiệu, được không ạ? Chị Sáng ơi, chị đã vào trong Zoom chưa? Có thể là Vào rồi sao xinh ơi, vào rồi, chị vào rồi Alo. nãy giờ Dạ rồi, chào rồi sao em thấy xinh xinh đẹp nha.
Dạ. Chào mọi người trong phòng Zoom nha. Thật sự thì mình rất là vinh hạnh mọi người, rất là vinh hạnh để được sao xinh mời tới một cái cửa hàng ly ghi coffee. Đó là một cái mô hình mới mọi người, sẵn đây mình nói luôn một cái mô hình mới mà mình nghĩ là nó rất là phù hợp với cái sự phát triển sắp tới. Và đặc biệt là người ta càng, nãy giờ mình quên nữa, cái mic nó có nghe rõ không sao xinh? Nghe rõ không sao xinh ơi? Dạ, em nghe rất là rõ chị. Chắc mọi người cũng biết mình rồi hen. Thôi được rồi, mình nói luôn ha. Mình rất là vinh hạnh được sao xinh mời tới một cái cửa hàng Ly Ghi. Đó là một cái mô hình rất là mới mọi người. Nó cũng không mới so với những mô hình khác, tức là Highland Cà Phê hoặc là những cái mô hình cà phê mà người ta nói là giống như là nhượng quyền đó. Thì ở đây Ly Ghi Cà Phê của mình cũng phát triển, của sao xinh cũng phát triển y như vậy. Nhưng mà đặc biệt là gì, là một cái sản phẩm từ Ly Ghi Cà Phê là nó có nguồn gốc từ thiên nhiên, nó hướng tới bảo vệ sức khỏe. Thì cái xu hướng sắp tới mình nghĩ là người ta sẽ hướng tới những cái gì thuộc về thiên nhiên. À, những cái gì mà ăn vào nó bảo vệ sức khỏe. Mọi người có thấy là cà phê đâu đó mọi người có nghĩ, cứ nghĩ là mình uống nhưng mà mình vẫn có một cái suy nghĩ là gì, trước tiên nó làm cho mình mất ngủ, thứ hai nữa là gì, là mình không biết nó chế biến là cái gì ở đây. Không có rõ ha, bản thân mình cũng vậy, lâu lâu đi với bạn cà phê, thật ra mình không dám uống cà phê từ lúc từ chiều đổ đi mọi người, từ đầu giờ chiều đổ đi là mình không hề dám uống, không ngủ được, mặc dù lâu lâu cũng muốn đổi xem nó như thế nào. Hoặc là mình cũng được nghe bạn bè nói là uống cà phê là do ghiền, nhưng mà thôi kệ nó, cái gì cái tại vì ghiền rồi cho nên cứ uống. Nhưng mà từ lúc mà mình biết được cái linh linh chi cà phê của Lai Gip, mình bị ghiền mọi người, mình bị ghiền. Thứ nhất là ở nhà mình thấy má mình hay uống cà phê mà trong gói á, ha, là hay bỏ đường nè, bỏ sữa nè, xong rồi bỏ nước đá. Thực ra những chất đó đối những cái phụ thêm đó đối với người già là hoàn toàn không tốt tốt đối với người tim mạch, đối với người tiết huyết áp là hoàn toàn không tốt. Từ khi mình chia sẻ với má là mình có được một khách hàng, mình có được một khách hàng là má mình và rất là thích uống cái cà phê này, uống vô nó cảm thấy rất là nhẹ người, và chia sẻ rõ ràng là nó rất là nhẹ, nó không có nặng nề, tức là đường không có trong người nè, sữa không có trong người nè, sữa thì phải sữa đặc, nó lại có đường rồi lại đường nữa, mà thành phần đường thì hạn chế chứ không được dùng nhiều đó. Và cái mô hình cà phê này rất là hay đó. Đấy là mình nói thêm về cái buổi mà sao xin chia sẻ ha. Và mình hôm nay mình đến đây là rất là vinh dự để mình ngồi mình chia sẻ cái trải nghiệm về cái sản phẩm của Lai Gip, đặc biệt là cái dạng sản phẩm là thanh lọc cơ thể. Đối với người mọi người thì không biết như thế nào thì đó, nhưng mà đối với mình đó là một cái kỳ tích, một cái kỳ tích nha mọi người. Mình không có thích ăn cần tây tại vì cái mùi của nó mình không có chịu được. Mọi người có biết nhiều khi ăn mì xào hoặc là ăn canh chua mà bỏ cần tây vô là mình không có thích luôn, chẳng thà cái mùi rau thơm chứ mình không thích mùi cần tây. Cho nên ai mà chia sẻ cần tây là đặc biệt là mình nhớ tới cái mùi là mình muốn ngấy tới rồi, rồi làm gì mà có chuyện mình dám uống cần tây. Nhưng mà sau khi nghe sao xin chia sẻ là cái bột cần tây, bột lạnh cần tây, đặc biệt là uống nó không có mùi, mọi người có biết mình không dám mua luôn, đợi một người bạn dùng trước mình hỏi thử nó như thế nào, người ta nói là hoàn toàn không có mùi. Lúc đó mình mới tự tin mình mua về. Mua về cũng mở ra thử, thật sự là nó không có một cái, nó hoàn toàn nó khác biệt so với cái sự tưởng tượng của mình là có cái mùi cần tây. Đó là cách tiếp cận đầu tiên về cái mùi ha. Còn cái thứ hai nữa là gì, mình làm một cái chương trình thanh lọc cơ thể, giống như thải độc cho tế bào, theo như cái chương trình phổ biến của sao sinh. Thì cái ý đồ của mình là mình chỉ muốn làm mới tế bào, mình muốn làm cho cơ thể mình sạch thông qua 72 giờ là không ăn gì, chỉ ăn protein và ăn vitamin, ăn uống cần tây thôi. Mọi người có biết thì tới thời điểm này thì mình đã từng chứng kiến rất là nhiều người họ giảm cân bằng cách họ nhịn ăn, hoặc là họ ăn rất là khắc khổ, để dẫn đến là gì, bị chóng mặt, bị tụt huyết áp, làm cho mình có một cái cảm giác như là rất là sợ, do mình sợ rơi vào tình trạng là mình bị bất tỉnh, tại vì bản thân mình cũng không có mập mà bây giờ lại là 72 giờ không ăn nữa thì làm sao.
Nhưng mà mình thì lại muốn là thanh lọc cơ thể. Mọi người có biết không? Mình dùng 72 giờ không ăn một thứ gì hết. Ông chồng ông nhìn mình, ông tròn mắt như thế này nè. Ông nghĩ trời đất ơi, 72 giờ không ăn gì làm được hả? Mình nói được. Mình chỉ uống cần tây, uống Condiro, vitamin C suốt 72 giờ và làm đúng như cái sự hướng dẫn của sao sinh. Cái ý định là chỉ thanh lọc thôi, nhưng mà người người có thấy một cái điều rất là đặc biệt là sau khi 72 giờ hoàn thành rồi thì điều thứ nhất mình nhận được là gì? Rất là nhẹ người nha, nhẹ người lắm. Cái cảm giác mà người ta nhìn mình vào đầu ban đầu, tại vì mình mấy ngày đó mình không có về nhà má, tại vì về nhà má là má cứ kêu ăn ăn cái này ăn cái kia, mình không về. Sau khi 72 giờ xong mình về, mình đi vô, cái má mình đứng từ trong nhà mình nhìn, ủa bữa nay ai vô nhà vậy? Nó quay lại nó nói, ủa sao bữa nay nhìn gì kỳ vậy, bình thường nhìn nó cũng to to, sao bữa nay nhìn gì mà nó gọn dữ vậy? Bà kêu bà dùng cái từ là bình thường đi cũng bè xè, sao hôm nay lại là gọn dữ. Thật ra là mình, cái dòng bụng của mình nó giảm được 7 phân và mình giảm được 1,5 kg. 1,5 kg là ngoài dự đoán nha mọi người, và 7 phân cũng ngoài dự đoán luôn. Mình chỉ có ý định thanh lọc thôi. Và đặc biệt mọi người có biết cái vết đồi mồi nó như thế nào? Đồi mồi là nó tròn tròn nhưng mà nó trồi lên hơn so với cái da của mình. Đây, nó nằm ngay chỗ này. Bây giờ là hoàn toàn không có nữa. Là mình hay ngồi mình cào như thế này nè. Mình cào cho nó tróc tróc bớt đi, sau đó nó có hơi hơi rúm rúm máu thì thôi không cào nữa. Nhưng mà qua 3 4 ngày sau thì mình nhìn trở lại thì nó y như cũ, nó không khác khác chút nào hết, và nó kéo dài cũng cũng vài tháng á. Mình cũng nghĩ là đó là mặc định rồi, là chắc là mình tuổi già mình tới đây là bắt đầu nó xuất hiện những cái vết đồi mồi rồi, mình không có ý định là sẽ làm gì với nó hết. Nhưng mà thật là ngạc nhiên, sau khi mình dùng thanh lọc 72 giờ, 5 ngày sau mình dòm, hình như là không tới 5 ngày đâu, 3 4 ngày sau mình dòm là ủa cái vết này nó đâu mất, nó lặn từ 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 từ, bây giờ là không còn luôn mọi người, không còn một cái gì ở đây, là một cái cục đồi mồi rất là tròn nằm ngay chỗ này, không còn luôn. Và những cái ngày đó thì mình nhìn cái da mình nó bớt sạm đi, và đặc biệt sau khi thanh lọc xong á, hầu như là cơ thể mình nó bắt đầu nó lên tiếng mọi người, nó lên tiếng, nó nói rằng là hãy hướng tới những thức ăn sạch, những thẩn thức ăn cho cái tế bào. Bởi vì sao? 72 giờ mình nhịn ăn mà mình vẫn thấy bình thường là do mình đã cung cấp đủ cái dinh dưỡng cho tế bào rồi. Tế bào nó không, cái cơ thể mình nó không có đòi hỏi. Thật ra trong quá trình 72 giờ đó, cơ thể mình nó cũng có lúc nó muốn ăn nha. Nhưng mà mình cảm thấy không muốn ăn nhiều đâu. Ăn là do tới bữa cơm, tại vì mình có con nhỏ, mình phải đút con mình ăn. Nhưng mà mình vẫn không có cảm giác muốn ăn. Và đặc biệt sau 72 giờ là sáng mà mình nhìn thấy một cái tô phở, một tô hủ tiếu gì là coi như mình xin xin mời đi ra, không ăn nữa, không ăn nổi, hoặc là chỉ ăn một miếng thôi. Ăn nhiều vô nó đầy bụng và nó cảm giác rất là khó chịu. Nó chỉ muốn là pha một gói Coriro hoặc là một cái gói vô miêu để ăn thôi là đủ rồi. Trưa thì uống một gói vitamin C pha với cần tây, chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Thậm chí có lúc mình cố tình mình ngồi mình làm việc để mình pha cái đó uống, mình khỏi cần đi ăn cơm. Rất là hay. Và cái này là mình chia sẻ thêm là cảm thấy cái tâm mình nó rất là tịnh mọi người, rất là tịnh, không có còn một cái cảm giác là gọi là nói cho rõ ra là không có muốn sân si một cái gì nữa hết ha. Nó rất là lạ, cái này là mình không giải thích được nha, rất rất là lạ ở cái chỗ này. Cái đầu tiên là cơ thể mình nó nhẹ nhàng, nó gọn gàng là mình không nói rồi. Cái thứ hai nữa là những cái da mình nó sáng lên, là cũng để giải thích được là do tế bào mình nó được làm mới. Một cái nữa là mình thải được cái mỡ bụng, là bụng trong bụng mình nó đã xuống được 7 phân, thì cái đó là cái đương nhiên rồi, mình không ăn thừa. Nhưng mà có một cái nữa là cái tâm mình nó rất là thanh tịnh nha mọi người, cái này là không giải thích được. Cái này một chút sau sinh giải thích giúp chị cái này nha. Không có một cái sự sân si nào hết, mọi người cảm thấy nó nhẹ nhàng con người lắm. Không, đừng có nói là rủ mình đi ăn ở cái chỗ nào cái thức ăn này nó ngon lắm, không thèm luôn, không hề thèm, chỉ thèm cho tôi một cái quậy cái ly cho tôi uống là xong. Thật ra cái sản phẩm rất rất là tuyệt vời, và mình đã đi chia sẻ với bạn ở trong cái mùa dịch, thì bạn mình nó cũng tức là hậu Covid đó mà rất là mệt. Thì mình có khuyên bạn là giống như là dùng cái cần tây để cho cái cơ thể nó thanh lọc lại cho nó sạch sẽ. Đồng thời mình cũng có khuyên bạn mình là, tại vì cái độ tuổi này là mọi người, cái độ tuổi ngoài 40 rồi thì chắc chắn là nó sẽ dư mỡ bụng, nó sẽ dư đủ thứ hết,
mình có khuyên bạn mình, nhưng mà bạn mình nó có đứa làm được, có đứa làm chưa được, tức là nó không có nghỉ ăn được. Nó nói là bây giờ đi làm cơ quan thì mỗi chiều cũng phải đi ăn, hoặc là cuối tuần hoặc là gì đó, không thể nào nhịn được. À, nhưng mà đặc biệt, nhưng mà quay lại là gì, nó bị ghiền cái cần tây và cái vitamin C, hai cái đó pha chung, ngày nó pha 2 lần để nó uống, và đặc biệt bỏ tí đá vô lạnh. Coi như bạn mình không hoàn thành được cái khóa 72 giờ, nhưng mà bù trở lại thì nó là bị ghiền cái cần tây với lại vitamin C. Thì nói chung thì cũng được thôi, vẫn tốt, tại vì cần tây nó rất là nhiều cái tác dụng ở đây, ha, và vitamin C thì rất cần cho cơ thể, ha. À, rất là tuyệt vời, cái sản phẩm này thật sự rất là tuyệt vời, đặc biệt là với cái thời điểm là gì, à, mọi người đều hướng tới xanh, hướng tới cái môi trường thân thiện với môi trường thiên nhiên. Thật sự mình cảm ơn Like Gift nha, cảm ơn Sao Sinh đã mang một đã phổ biến đến với mọi người một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Bản thân mình nhận được đây là cái giá trị mà mình không thể nào mình tưởng tượng, là một cái cục đồi mồi mà nó biến mất, là mình thấy là vi diệu lắm rồi, rất là vi diệu ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn Sao Sinh nha. Chị có chia sẻ một tí nha, Sao Sinh nha. Cảm ơn chị Sáng rất là nhiều. À, thực sự rằng là đợt vừa rồi, nếu như mà tuần trước anh chị nào mà chúng ta xem một cái live stream cà phê trưa, buổi Zoom cà phê trưa buổi buổi trưa 12 giờ, thì chị Sáng đã đồng hành phân tích rất là sâu về vitamin C đúng không ạ? Và vitamin C cherry stress thì kết hợp với cần tây gần như là mọi người cảm giác nó rất là hợp và rất là hài hòa luôn. Thì thực sự rằng là tại sao mà khi mà mình dùng về thanh lọc, hay là mình dùng cần tây, hay là những cái sản phẩm về gọi là dinh dưỡng mà nó sạch á, và thì mình cảm thấy cơ thể mình nó nhẹ nhàng, và kể cả tâm trạng cải thiện luôn, cả cả nhiều lúc là gọi là tính khí trong người mình á, thì em nghĩ là một phần đó là do khi mà trong độc tố trong cơ thể, đặc biệt là nếu mà chút nữa mọi người nghe cô anh Vũ phân tích về gan, thì tại sao mà nhiều người hay nói rằng là khi mà chúng ta tức giận á là nó hại cho gan á, hoặc là nóng gan á, nó có liên quan rất là nhiều, tại vì gan gọi là vị đại tổng quản của cơ thể, nó là một cái nhà máy trong cơ thể, gọi là tất cả, gần như tất cả những cái hoạt động mà trong cơ thể chúng ta thì gan đã phụ trách hơn 500 chức năng luôn. Cho nên là em nghĩ được rằng là tại sao mà chúng ta dùng những cái sản phẩm đặc biệt hỗ trợ về chức năng gan, như là Green Filter, vì có cần tây, có diệp lục thì chúng ta sẽ cảm thấy là khỏe và vui vẻ và cải thiện tâm trạng từ giấc ngủ, từ cái gọi là nhiều lúc là mình có cái thái độ tích cực hơn á. Thì em nghĩ được rằng là những cái sản phẩm này thì chỉ có cách là chúng ta dùng thì chúng ta mới cảm nhận được thôi. Thì một lần nữa em rất là cảm ơn chị Sáng đã hỗ trợ chia sẻ, và chút nữa thì chị Sáng cũng sẽ hỗ trợ để gọi là có thể hỗ trợ trong talk show với cô Vũ. Và ngay bây giờ thì chắc là em sẽ mời lên đây vị khách mời mà em cũng đã rất là thực sự em chia sẻ là nhiều lúc là nghĩ đến cái ngày mà cô Vũ hôm nay chia sẻ, em hồi tối hôm qua em cũng mất ngủ luôn. Em đã có một cái sự chuẩn bị rất là lâu, và có khi là mình cảm thấy được rằng là mình còn hồi hộp hơn cả mình lên sóng nữa. Thì chắc là bây giờ em cũng sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa, thì em sẽ giới thiệu lên đây cô phó giáo sư tiến sĩ cô Anh Vũ sẽ xuất hiện để có thể hỗ trợ chia sẻ cho chúng ta trong cái buổi chương trình ngày hôm nay, được không ạ? Rồi em xin chào cô ạ. Rồi, chào em Sao Sinh đã giới thiệu giùm cho chị Vũ, và chị Vũ cũng mong muốn là em cho chị cái quyền hot để có thể chia sẻ được các cái tài liệu nếu mà cần thiết. Và trong quá trình nói đó thì mong hot sẽ để ở chế độ là tất cả màn hình đều nhìn thấy nhau nếu mà không chia sẻ nha, để cho mọi người có thể nhìn thấy nhau. Host đã chỉnh rồi cô ha, cô Rồi, đã chỉnh cái quyền rồi. Dạ. À, hát đã chỉnh rồi đúng không? Rồi, để coi nha. Chúng ta có thể thả thêm những trái tim này, những bông hoa để chào đón cô Vũ không ạ? Thực sự rằng là cô, mọi người cũng biết cô rất là bận, thậm chí là những ngày chủ nhật á, em rất là bất ngờ là tại sao cô có thể dành ra cái thời gian, thậm chí 50 em này tập thể dục cùng mọi người này, record này, cái ngày mà khai trương là cô đến trễ hơn một chút xíu, tại vì cô còn giống như mọi người không cho cô rời Zoom vậy đó mọi người. Cho nên là hôm nay em cũng nghĩ là chắc là mọi người cũng sẽ không cho cô rời Zoom sớm đâu. Rồi thì em Nhưng mà hình như là em record nên là cái xe nó lại không được thôi. Thì như vậy thôi, không sao.
để sẽ nói cho các bạn cũng được nha. Chức năng xe không bị ảnh hưởng cô ạ. Cái gì có chức năng xe không bị ảnh hưởng là cô chỉ cần bấm vào cái mục mà chia sẻ màn hình á là sẽ được ạ. Không mà thì cô thường xuyên là dạy đó nên là cô cũng thấy, nhưng mà ở đây nó lại không có và thấy hơi lạ ha, để cô coi lại. Tức là không có cái bài thường á, thì cô dạy mỗi ngày đó nên là cô vẫn làm cái công việc này thường xuyên. Thế nhưng mà không biết là vì sao ở đây thì nó lại không có được cái chia sẻ màn hình, nó không có cái bài để chia sẻ. Vậy cô ơi, hay là chờ một chút cứ chờ là sẽ được, phải nghiên cứu tùy máy. Đã được rồi. Ơi, mình dành tràng pháo tay cho cô ạ. Rồi, như vậy thì khi mà cô show ra lớn thì hình như là để cho cô coi nha. Rồi, được không ạ? Rồi, mọi người đã nhìn thấy rõ chưa? Ngày hôm nay đó thì cũng đến đây và chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề là ứng dụng cần tây trong giải độc rượu, bia và bảo vệ gan, như là bạn sao sinh mới nói. Thì đầu tiên á, rất là muốn chia sẻ với mọi người về cái vai trò của lá gan một chút, bởi vì cái lá gan này, cái sứ mệnh của nó đặc biệt lắm. Nó được coi là một cái nơi giữ gìn cái mạng sống của cơ thể của bạn. Nếu mà nói về những cái thành viên trong gia đình đó, thì lá gan như một người mẹ hiền, rất là kiên nhẫn và cũng rất là kiên cường. Cái sự nhẫn nhịn và kiên cường của lá gan đó khó ai có thể hiểu được. Bởi vậy qua cái chia sẻ này, tôi rất là mong muốn mọi người hãy yêu quý lá gan của mình như yêu quý người mẹ của mình, và hãy cùng với nó để giữ gìn cái mạng sống của bạn. Bởi vì có nhiều khi mình nghĩ là quá tim, đúng không ạ? Đập mà không đập là chết, hay là phổi không thở là chết. Những cái đó coi như là có thể là cái sự tức thời. Tuy nhiên nếu mà bạn sống mà có nhiều khi sống mà cũng không bằng sống đấy, thì nó do lá gan, nó đã mất cái tác dụng của nó rồi nha. Rồi, lá gan được coi là một cái trung tâm xử lý các chất vào cơ thể, như vậy nó giống như là một cái nhà máy vậy các bạn. Thế thì lá gan nó có nhiệm vụ gì? Đầu tiên, như một người mẹ coi như là san sẻ với tất cả những thành viên trong gia đình, gánh vác hết một cách âm thầm những cái công việc của mọi người để cho mọi người nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như, và khi mà cơ thể của chúng ta bị cái sự xâm nhập gọi là của những cái độc tố hay là của những chất lạ, mà thật sự ra chúng ta có biết đâu. Ví dụ như các bạn đi ra, các bạn bị nhiễm COVID đúng không? Các bạn phải thử, phải test. Mãi có thể nó chưa ra, nhưng lá gan đã nhận ra. Đó là cái sự thần diệu của lá gan. Và khi mà nó thấy một cái gì đó mà độc hại cho cơ thể lọt vào người, thì nó lập tức nhốt ngay vào gan, giống như là một cái tù để giam giữ những cái độc tố, sợ những cái độc tố đi lan tràn trong cơ thể sẽ làm hại các bộ phận khác. Do đó mà lá gan đã giữ các cái độc tố và sẵn sàng là tìm mọi cách để hóa giải nó, và cuối cùng là lọc các chất đó ra ngoài. Những cái chất độc như là nhiều lắm, đầy cái hóa chất, rồi thuốc chúng ta uống vào nữa, thuốc tây nè chúng ta uống vào nè, rồi lại tiếp tục là đến các cái chất bảo vệ thực vật đúng không, các đồ ăn thức uống, môi trường, tất cả những cái gì mà lọt vào cơ thể của chúng ta qua bất cứ đường nào nha, chứ không phải là qua cái đồ ăn đâu ạ, qua hít vào. Ví dụ như những cái người mà họ bắn xăng, họ hít chì đó, thế thì khi chì lọt vào trong cơ thể thì hầu như những cái người đó đa số là khi mà cái lượng mà gan không xử lý được nữa thì những người đó hầu như là khó mà cứu chữa. Đó chính là cái mà sự tận tụy của lá gan đối với cơ thể. Thế thì lá gan còn xạ, nếu cứ nói gan là phải đi đến mật đúng không?
Tại vì mình nhìn đi, một cái gà lá gan mà nó tốt á, là nó mướt rượt, có nghĩa là nó luôn luôn tiết mật nên nó có vẻ là ướt, và nó luôn luôn là có những cái chất xung quanh để nó có thể tiêu hóa được các chất. Thế nhưng mà một cái lá gan mà nó bị hư đó là nó khô, nó khô, người ta gọi là sơ gan. Thế tí nữa mình sẽ tìm hiểu là làm cách nào để cho một lá gan sơ mà có thể trở thành là không sơ, để có thể nó tạo ra được cái chức năng của nó, đó chính là chức năng tiết ra các enzyme và mật để tiêu hóa các chất, mà đặc biệt là chất béo nha. Nó chuyển hóa rất là nhiều những cái chất cứ đồ ăn thức uống vào trong cơ thể qua đủ các thứ, cho đến cuối cùng là một cái dinh dưỡng, một cái hỗn hợp dinh dưỡng, thì bắt đầu lá gan mới phân tích và bắt đầu lá gan mới chia ra các bộ phận để mà có thể là tạo ra những cái chất đơn chất hợp chất dinh dưỡng để đi vào cơ thể. Và đặc biệt cái lá gan nó có một cái gọi là một cái sự gánh vác cho cái tuyến tụy. Mọi người có nhớ tuyến tụy không? Người ta cứ nói là bị tiểu đường là do tuyến tụy không tiết insulin. Thế tại sao như vậy? Bởi vì con người của chúng ta tham ăn lắm, có nghĩa là thèm một cái gì là ăn liên tục đồ ngọt mà. Có nhiều người mê đồ ngọt, rồi có nhiều người mê những cái chất bột. Thế thì ăn quá nhiều trong một lúc thì coi như là lá gan nó chắn đỡ, nó cất lại giùm để cho tuyến tụy làm việc từ từ. Chứ nếu mà nó tấn công, nó bắt buộc tuyến tụy phải tiết thật là nhiều insulin thì tuyến tụy làm việc quá mệt mỏi. Đấy, đấy là cái sự gọi là gánh vác những cái công việc ở trong một cái hệ thống cơ thể của lá gan. Thì mọi người cũng cũng biết ha. Do đó mà nó điều hòa được cái lượng đường huyết, làm cho người ta không có bị tiểu đường, bởi vì nó gánh giúp của tuyến tụy mà. Lá gan còn có một cái điều người ta gọi là khả năng siêu thích ứng. Các bạn ạ, ví dụ như chúng ta bị lạnh này, thế là lá gan điều hòa thân nhiệt ngay. Chúng ta bị dư nước, uống nhiều nước quá, hoặc là vì một cái bệnh lý nào đó làm máu chúng ta bị loãng ra, mà máu đặc thì máu không lưu thông đến, nhưng mà máu loãng thì không đủ chất, có thể là gây phù. Nên lá gan như một cái miếng bọt xốp hấp thụ những cái chất mà nước dư như vậy đó, để cho máu nó cân bằng, nó không bị loãng và nó đưa đến cho cơ thể và làm cho không bị phù cơ thể. Đấy, lá gan nó có nhiều cái chức năng mà nhiều cái khác khó mà làm được. Chính vì vậy người ta cứ ví lá gan là một cái gọi là một cái người mẹ vĩ đại, vì lo cho tất tất cả mọi thứ trong cái cơ thể của chúng ta. Vậy thì không biết là tôi kể cái vai trò của lá gan, các bạn có thương lá gan không nhỉ? Chắc là chúng ta phải thương lá gan thôi, bởi vì nếu mà chúng ta ngược đãi với lá gan thì cơ thể chúng ta nạp, tức là bà mẹ tuy quảng đại bao la nhưng mà sức lực thì coi như là chiến đấu kiên cường, nhưng mà hết sức lực rồi thì cuối cùng cũng phải đầu hàng để cho độc chất lan tràn vào cơ thể, quá tải rồi không còn cách nào và chấn giữ được những cái chất độc nữa, thôi thì chất độc thì tha hồ, giống như những cái tù nhân mà coi như là sống khỏi cái trại tạm giam đó, là coi như là tha hồ đi gây án. Do đó mà cơ thể chúng ta lại bị một loạt những cái suy sụp. Bởi vậy người ta mới hiểu rằng khi gan mà bị tổn thương thì đầu tiên tuyến tụy là đầu tiên là bị, và người ta rất là dễ sinh ra tiểu đường. Khi gan mà bị những cái mà mỡ, tức là không chuyển hóa được, thì bắt đầu mỡ tích tụ từ trong gan ra đến ở ngoài các mạch máu và làm cho tim mạch huyết áp bị xáo trộn, và lúc đó chúng ta có xơ vữa động mạch, có cái huyết áp cao, đúng không? Nhiều nhiều bệnh lý lắm, có thể là kể không hết, đúng không ạ? Do đó mà một cái sự tổn thương lá gan là một cái làm cho cơ thể toàn bộ bị rối loạn, giống như là rắn mất đầu, giống như là gia đình mất mẹ vậy đó. Có nghĩa là con thơ thì chưa biết làm cái gì. Thế thì nói chung là lá gan là một cái điều vô cùng quý giá của cơ thể chúng ta. Qua đây tôi rất là mong các bạn hãy hợp tác ha, để hỗ trợ lá gan đừng cho nó quá tải nha. Rồi, thế thì qua cái việc đó thì chúng ta sẽ coi nè, rượu bia và gan nó đã làm cho cơ thể nó hóa giải rượu bia như thế nào nha.
nói về rượu bia mà ảnh hưởng đến thì thôi đủ thứ, bao nhiêu cái bạo hành gia đình đúng không, cũng do rượu mà ra. Lúc đấy là do sao? Do cái người đó họ không còn kiểm soát được nữa, thần kinh là rối loạn, tim mạch thì coi như là bị đột quỵ, hệ miễn dịch những người uống rượu lâu năm đều rất là suy nhược, và gan thì lại bị xơ gan, đầu tiên là viêm rồi xơ rồi ung thư gan, nói chung là hệ lụy rất là lớn. Và để hiểu rõ vấn đề này thì mình sẽ xin là hướng dẫn cho các bạn là tại sao như vậy. Thế thì khi mà ta uống rượu vào thì nó hấp thu khoảng chừng một ít ở dạ dày, đa số là nó chuyển nó ruột non, và khi mà chuyển đến gan đó thì 90% là nó chuyển hóa ở gan. Một lượng rất là ít nó bài tiết qua cái mồ hôi, qua cái hơi thở. Do đó có những người mà đứng gần ta mà uống rượu bia, người ta không có làm gì ta cũng biết đúng không? Người ta không khai ta cũng biết. Bởi vì sao? Nó bài tiết qua mồ hôi và hơi thở. Thì khi mà rượu vào cơ thể thì bình thường ha, thì nó sẽ bình thường, một cái chuyển hóa bình thường là nó tạo ra một cái chất người ta gọi là aldehyde, rất là độc. Nhưng người mẹ vĩ đại gan sẽ lập tức hóa giải ngay bằng một cái enzyme trong gan tiết ra và tạo cái aldehyde đó thành ra và một cái acid lactic, tức là chuyển qua CO2 và làm năng lượng. Có nghĩa là cơ thể chúng ta hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì cả nếu chúng ta có một lá gan khỏe mạnh. Nếu chúng ta có một cái gọi là cái lá gan khỏe mạnh, nó tiết ra glutathione trong cơ thể nha, và nó hóa giải được cái aldehyde rất là nhanh. Vậy thì nó kết hợp đến nó có thể hóa giải cái điều đó. Vậy thì kể cả cái enzyme và những chất như glutathione trong cơ thể, nó làm cho cơ thể chúng ta không có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên khi lá gan lại có vấn đề, có nghĩa là lá gan hết cái gọi là hết cái tác dụng mà hiệu quả của nó rồi, thì bắt đầu aldehyde đó sẽ có một cái phản ứng để cho ra tác động lên, đầu tiên là tác động lên cái đường thần kinh, sẽ gây ra là nôn ói đúng không? Đầu tiên là thấy là ngộ độc rượu hoặc là quá liều, bắt đầu trước khi say là bắt đầu ói, ói là nôn. Rồi tiếp theo là gì? Là chúng ta sẽ thấy một loạt việc xảy ra. Khi mà rượu là đã chuyển qua aldehyde, nó không có chuyển qua được những cái chất vô hại rồi, thì bắt đầu nó mới vào hệ thần kinh. Khi nó vào hệ thần kinh rồi thì kích thích đầu tiên là ói, là mửa, nhưng nó lại kích thích một cái chất người ta gọi là chất GABA. Các bạn biết hôm sau này các bạn đọc á, ở trên các cái thành phần của các cái chất mà có chất GABA là nó rất là tốt. Bởi vì các bạn biết sao không? GABA đó, khi nó được tiết ra khi cơ thể chúng ta bị căng thẳng quá, thế thì GABA nó tiết ra để nó làm cho dịu thần kinh, dễ ngủ, rất là khỏe. Tuy nhiên là khi mà cái chất aldehyde này nó kích thích tiết GABA một cách mạnh quá, nên cuối cùng nó làm cho con người ta lờ đờ, nên các bạn thấy không còn tỉnh táo nữa. Các bạn thấy không? Một bên là nó kích thích hệ thần kinh, làm cho người ta không kiểm soát. Nhưng mà có những lúc thì người ta lờ qua cái giai đoạn là lờ đờ, không có biết là mình làm cái gì, và người ta lại đi về cái hướng là bị tâm thần. Rồi nó có những cái kích thích tiết dopamine, là một cái chất mà các bạn biết không, cái chất đó bình thường người ta cũng dùng làm thuốc đó, có nghĩa là tạo cho những cái bệnh nhân mà trầm cảm nó đỡ bị cảm thấy hưng phấn, cảm thấy không còn lo sợ sệt. Nhưng mà ở đây nó tiết nhiều quá nên cuối cùng chả biết sợ ai, coi như là muốn giết người là giết luôn, cái còn không còn biết sợ gì cả. Mà do đó nó gây ra nhiều cái hệ lụy rất là lớn ở trong cái việc này. Rồi nó ra tạo ra một loạt các chất viêm, và bây giờ mới là hệ lụy này. Đầu tiên các chất viêm nó tấn công vào tế bào gan, nó là viêm gan, xong cái tăng men gan, xong nó thành xơ hóa gan, và cuối cùng là ung thư gan. Đấy, các bạn biết là như vậy, là chúng ta sẽ hiểu rằng là khi uống rượu quá mức mà chưa cần quá mức là đối với tùy người đúng không? Thế thì uống rượu mà gan của cái người đó không thể nào hóa giải được, thì cái chất aldehyde nhớ ha, thì nó sẽ gây ra một loạt hệ lụy. Các bạn thấy không? Đó chính là những cái hệ lụy
quan trọng nhất là hệ thần kinh, nhắc lại ha, rồi tim mạch, rồi bắt đầu lờ đờ, không còn kiểm soát được, sau này sẽ dễ bị tâm thần, rồi sau đó là kích thích, không còn biết sợ ai, coi như là muốn làm gì thì làm, đúng không? Rất là nguy hiểm cho xã hội. Và cuối cùng cái hệ mà nó còn để lại cái di chứng mạnh mẽ nhất đó là viêm gan và ung thư gan. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ có những phương pháp như thế nào để hỗ trợ chứ nhỉ? À, chứ chẳng lý chúng ta. Và ở đây sẽ các bạn có một vài cái kiến thức để giúp cho cái người mà phải uống rượu thì họ nên làm gì? Đã nói là khi cái dạ dày của chúng ta đói, nó hấp thu cái rượu nhanh lắm. Thế thì nhớ dặn người ta là phải uống cái gì vào. Và uống cái gì vào mà nếu mà ăn không kịp, thế thì phải uống như là một cái gói chất xơ chẳng hạn, vào để nó cản trở, đúng không? Nó cản trở cái sự hấp thu. Để khi mà uống rượu vào thì còn chất xơ nó giữ lại và nó không có thẩm thấu qua dạ dày và qua ruột non nhanh. Tiếp theo là đi vào bàn nhậu thì hướng dẫn họ là ráng ăn một chút, ăn một cái gì đó để nó lót cái dạ dày, để cho nó khi mà rượu vào thì nó sao? Nó kết hợp và nó sẽ làm chậm cái quá trình hấp thu đi. Và khi mà vừa nhậu là phải vừa uống nước. Uống nước là gì? Uống nước canh chẳng hạn, ví dụ súp chẳng hạn, ăn những cái đồ lỏng để nó pha loãng ra. Nó pha loãng cái chất rượu mới vào, mà cái nồng độ nó loãng thì nó sẽ ít ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh. Đó, đó là những cái mà chúng ta chia sẻ với những người thân hoặc là những cái người khách hàng mà khi họ phải, người ta phải bắt buộc đi thì người ta nên làm những điều đó nha. Rồi khi nào nữa thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho họ rõ hơn, đúng không? Và bảo vệ gan trước nhiều cái điều như vậy, nhiều cái chế độ ăn uống vân vân thì chúng ta cũng nên biết một chút. Và ngày hôm nay chúng ta đang nói về cần tây, đúng không? Thế bây giờ chúng ta phải đi về cần tây cái đã. Rất là nhiều cái nhóm mà để hỗ trợ gan và để giải độc rượu. Chúng ta có hai nhóm. Một nhóm là thanh lọc, tức là các cái chất độc giống như hồi nãy đó, mình đi vào, mình thanh lọc nó ra, mình đẩy nó ra. Và một cái nhóm là chúng ta nên là tái tạo các cái tế bào gan cho nó khỏe mạnh nha. Thì các bạn hãy nhìn thấy là có rất là nhiều cái cơ chế mà bao giờ trong một combo mà hỗ trợ về gan thì người ta thường có ba cái chất mà chúng ta nên lưu ý. Cái chất đầu tiên là người ta nên thanh lọc ha, hóa giải, tức là làm cho độc tố rời khỏi cơ thể nhanh nhất. Cái nhóm đó quan trọng lắm, bởi vì cơ thể của chúng ta là độc tố nhiều lắm. Thế nếu mà chúng ta cứ giữ nó ở đó, nó lưu giữ nó ở đó thì gan nó sẽ quá tải, đúng không? Vì vậy chúng ta phải đẩy nó ra bớt. Đó là nhóm số 1 mà chúng ta cần lưu ý. Nhóm số 2 là glutathione, như hồi nãy chúng ta nói cơ chế. Có nghĩa là khi nó ra aldehyde đó, độc đó, nó có glutathione và men, nó mới chuyển hóa nhanh qua là acetate. Có nghĩa là giống như là acetic, giống như là rượu mà kết hợp chuyển hóa ra là CO2 và nước và năng lượng thôi, chứ nó không là cái chất độc hại, giống như là giấm, giống như là vậy đó, nó không còn độc hại cho cơ thể. Và cái thứ ba là các cái chất tái tạo lại tế bào gan, nuôi dưỡng để tái tạo tế bào gan, như là linh chi, như là đông trùng, như là một số cái chất để mà tái tạo cái tế bào gan nha. Vậy thì bây giờ chúng ta thử coi là nếu mà ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về cần tây thì cần tây nó làm được cái gì, nó hóa giải ở cái chỗ nào, đúng không? Đây, đây, nhìn thành phần cần tây nó cũng đơn giản. Thế nó không hoàn toàn, nó không đơn giản nếu mà người ta nghiên cứu kỹ. Tại vì cái chất xơ trong cần tây thì nó rất là khác biệt với những chất xơ khác. Rồi, và hồi nãy bạn Sáng có nói là khi mà nghiền, tức là giống như là xay hoặc là giống như là ép cần tây, nghe cái mùi là muốn nói, đúng không ạ? Lý do đó do cái máy ép. Do đó khi ta dùng tươi đó, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như nếu ta ép bằng một cái máy ép hơi bình thường thì nó sẽ ra cái xác to. Và chính cái xác to đó đó, nhưng mà nó lại dở cái là nó lại không ép được những cái nước sâu thẳm bên trong của tế bào. Do đó mà nó không có những cái chất gọi là chất ngọt của cái cần tây. Nếu ta ép bằng cái máy ép chậm loại đặc biệt đó, ta sẽ lấy được những cái
tinh chất từ trong tế bào ra. Ta uống nó rất là ngọt và nó là loại đi những cái chất xơ to. Bởi vì sao? Cái chất xơ ta có cần không? Chất xơ to ta cũng cần. Nhưng ta chỉ cần một lượng rất là ít thôi. Vì nếu mà nó quá nhiều thì ta lại nặng bụng này, khó tiêu này. Mà lại lại còn thêm một cái nữa là chúng ta sẽ thấy cái mùi vị nó hơi bị hắc. Đó. Nhưng khi ta ép được bằng những cái máy ép chậm đặc biệt thì ta lại lấy được tinh chất, ta lại loại đi các chất xơ to và lấy được các cái chất người ta gọi là chất xơ hòa tan, nó nằm ở trong tận sâu trong cái tế bào. Đấy. Thì đó chính là khi ta uống cần tây tươi rất là tốt, vitamin, khoáng chất rất là đầy đủ, các chất kia cũng đầy đủ. Chính vì vậy mà khi ta nghĩ rằng ta có thể dùng cần tây tươi được dễ dàng hay không thì ta hãy phân tích. Bởi vì cần tây thì phải được trồng trong một cái môi trường hữu cơ. Chứ nếu mà người ta lại phun, người ta lại xịt và rất là nhiều độc tố trong đó thì hóa ra chúng ta ép ra cái nước để toàn độc tố, đúng không? Mình đang dùng cần tây để bắt các chất độc tố rồi bây giờ mình lại đưa vào cơ thể các cái chất độc tố. Đó cũng là một cái sự khó khăn khi mà người dùng đi tìm những cái cần tây đạt chất lượng. Nếu ta tìm được cần tây đạt chất lượng thì đó gọi là tuyệt vời rồi. Thế nhưng nếu ta không tìm được cần tây mà coi như là đạt chất lượng về gọi là cần tây còn tươi và sống đó, thì ta sẽ chuyển qua một cái loại là giống như là gói cần tây. Thế thì cái chất lượng nó hoàn toàn là rất là khác biệt khi ta đông khô cái nước ép cần tây bằng cái phương pháp nào thì nó sẽ rất là khác biệt với nhau. Và ở đây thì sẵn có nhà cung cấp của Lightgift. Thì không biết là Lightgift, tôi muốn tìm hiểu thêm là Lightgift đã làm cái công nghệ sấy cần tây như thế nào, có thể đảm bảo được cái chất lượng cho chúng ta được hay không. Thì xin nhà cung cấp sẽ chia sẻ giùm nha. Dạ em chào cô anh Vũ và các anh chị ạ. Thì giống như các cái chương trình mà trước đây từ lúc khai trương, từ lúc mà ra mắt sản phẩm Green Filter thì em cũng có chia sẻ là cái sản phẩm Green Filter của chúng ta là trong đó có bột cần tây sấy lạnh. Tức là cái việc mà chúng ta sấy lạnh thì nó sẽ lợi ích rất là nhiều. Rất là nhiều trong việc là giữ cho chúng ta nguyên gần như, tất nhiên là chúng ta cũng biết được rằng là cái gì mà nó đã qua gọi là sấy, qua gọi là công nghệ thì nó sẽ không thể nào 100% như là lúc tươi, kể cả là đồ tươi chúng ta, kể cả lô đồ tươi mà chúng ta hái mà qua 4 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng nó đã khác rồi. Cho nên là, nhưng mà để có một cái sản phẩm mà vẫn giữ được cái chất lượng cũng như là cái giá trị thì cái công nghệ sấy lạnh hiện tại là sấy lạnh Thanh Hoa thì nó sẽ giúp cho việc giữ khoảng tầm là 8-90%. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy được rằng là hiện tại thì cái công nghệ mà nếu mà chúng ta sấy bình thường thì sử dụng nhiệt thì lúc nào nó cũng sẽ không có thể giữ những cái hoạt chất hay là những cái dinh dưỡng ở trong cái nguyên liệu được. Nhưng mà đối với cần tây sấy lạnh thì chúng ta có cái công nghệ và tại sao mà mọi người khi mà sử dụng cái sản phẩm bột cần tây của chúng ta là cảm nhận rất là rõ về những cái hiệu quả là bởi vì là gì? Trong đó những cái hoạt chất là gần như được giữ lại y nguyên. Thành ra là khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta có thể là nói được cái USP sản phẩm đó chính là công nghệ sấy lạnh Thăng Hoa, để cho mọi người có thể là yên tâm vào cái chất lượng, được không ạ? Dạ rồi cô. Cảm ơn em. Tức là cũng sẽ biết về cái công nghệ sấy lạnh thì đúng rồi. Sấy lạnh cũng là một cái biện pháp mà sấy dưới nhiệt độ thấp để cho cái hoạt chất nó được giữ. Và như vậy là nhà tức là cái nguồn mà của cần tây á, thì Lightgift lấy từ đâu? Cái này em chia sẻ chân thành là thực sự rằng là sắp tới thì mình sẽ có một số cái phóng sự như là video á, em cũng sẽ đến trực tiếp những cái nguồn về trang trại để mà mình có thể là cho mọi người sâu rõ hơn. Tại vì thực sự rằng là ví dụ như là trong Lightgift á,
là chúng ta ví dụ vitamin C cherry là chiết xuất về cherry stress thì chúng ta phải nhập từ châu Âu, nhưng mà riêng cái cần tây á là ở vùng Việt Nam chúng ta, đặc biệt Đà Lạt đó, là rất là tốt luôn, cho nên là chúng ta sẽ lấy từ cái nguồn Đà Lạt. Và gần như là khi mà chúng ta dùng về 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 cái nguồn nguyên liệu này thì cái chất lượng của chúng ta có thể xuất khẩu được luôn. Và sắp tới như mọi người cũng sẽ thấy một số thông tin là sắp tới một số đối tác bên Nhật của chúng ta là nhập khẩu về sản phẩm Green Filter của chúng ta. Thì bên Nhật thì tiêu chuẩn rất là cao, nhưng mà cái nguyên liệu mà chúng ta lựa chọn thì em cũng chia sẻ chân thành là tại sao em tự tin là em đây là, mặc dù em là giám đốc của Lightgift đi, nhưng bản thân của mình và gia đình của mình sử dụng á, là khi mà mình càng ở trong cái quy trình sản xuất á, là mình càng cảm thấy rất là tự hào. Thì mình lại sử dụng được nguyên liệu ở Việt Nam về trên cái vùng Đà Lạt, cũng là vùng rất là lạnh và phù hợp trồng những cái loại cây ví dụ như là cần tây. Cho nên là về thổ nhưỡng, về khí hậu rất là nhiều. Thì em hy vọng là trong những cái video sau này, em nghĩ là không có lâu đâu ạ, tại vì bây giờ Ligi Coffee cũng đã khai trương rồi, cũng đã rất là ổn rồi tất cả mọi thứ, nên sắp tới chắc là trong vòng khoảng 1-2 tháng tới là mình đã có những cái tài liệu không phải là bằng giấy nữa, thực sự là không phải tài liệu bằng giấy, giống như là em gửi cho cô Vũ là từ nhà cung cấp về cần tây chúng ta gửi, mà là em sẽ trực tiếp. Tức là trước đây thì em cũng chưa có làm hình ảnh nhiều cho Lightgift, nhưng mà thực sự rằng là sắp tới mình phải có những cái đóng sâu ra cho mọi người, được không ạ? Dạ. Rồi, cảm ơn em và chúc Lightgift sẽ có những cái quy trình công nghệ thật sự là nó có giá trị. Thực sự ra đất nước Nhật Bản là một đất nước rất là khôn ngoan, khi mà người ta và khó tính. Khi người ta mua một cái nguồn nguyên liệu nào đó thì người ta rất là kỹ lưỡng, là người ta tìm coi thử cái vùng thổ nhưỡng ở đó thật sự là nó có cái gọi là có cái môi trường sống cho cái cây đó, cho cái hoạt chất cao và đặc biệt hay không. Thì đa số người ta sẽ lấy từ cái nơi nguồn nguyên liệu đó. Và có nhiều khi người ta cũng đủ khôn ngoan để người ta có thể là nuôi trồng đúng như cái xứ của cái cây đó. Thì đó là cái những cái mà thường tôi làm việc với các đối tác Nhật đó, thì tôi thấy họ như vậy. Mà có một cái cây gọi là cây dương cam cúc, tức là cái cây cúc La Mã đó, chỉ trồng ở Đà Lạt thôi. Thì người ta mua cái số lượng nhiều, nhưng mà người Việt Nam mình không biết làm. Người ta cứ đặt, người ta mua, xong người ta mua, người ta về, người ta chế ra những cái sản phẩm đó, rồi người ta bán ngược lại Việt Nam với giá rất là đắt. Thì đó là cái mà người Việt Nam mình thì có cái nguồn nguyên liệu tốt, nhưng mà có khi á, là mình lại chưa ứng dụng được nhiều các cái công nghệ để mình có thể làm cho nó tốt hơn. Thì cũng mong là Lightgift càng ngày sẽ càng có những cái sản phẩm tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đi về nước ép cần tây. Đúng nghĩa của nước ép cần tây nó sẽ có cái ưu điểm gì và nó sẽ làm được cái gì cho cái lá gan của các bạn nhé. Tôi xin share lại màn hình. Rồi, đây là các cái cần tây nha. Vậy bây giờ tôi xin phân tích vai trò của nước ép cần tây. Giống như tôi có nói, nước ép cần tây tươi với một cái gọi là với một cái quy trình trồng hữu cơ thì nó là tốt nhất để giúp cho cái cơ thể của con người ta. Tuy nhiên như các bạn cũng biết, và chính bản thân tôi thôi, là đi mua những cái nguồn hữu cơ thì vô cùng khó khăn. Người ta chỉ có những cái gì mà thật sự người ta trồng theo cái quy trình hữu cơ để người ta có thể cung cấp được cho mình, thì lúc đó mình mới làm được. Còn nếu không thì mình không có. Đấy. Và khi mà như vậy thì nó sẽ qua cái xứ lạnh á, thì thực sự ra nó cũng chỉ bị mất một phần và chúng ta có thể chấp nhận được bởi vì nó từ cái nguồn gốc hữu cơ. Thì tùy vào cái hoàn cảnh ha, và cái môi trường của các bạn sống thì các bạn có thể là lựa chọn các cái sản phẩm để có thể giúp đỡ cho chúng ta. Rồi, bây giờ tôi xin hướng dẫn cho các bạn về đây. Nước ép cần tây nó có một cái gì, nó chất giống như hồi nãy tôi nói về thành phần của nó rất là bình thường. Nhưng
À cô ơi, hình như là cái slide nó chưa có nhảy xuống á cô. Nó vẫn ở trên cái slide là các cái nguyên liệu, các cái một số cái như là cà gai leo á, nó ở slide đó cô ạ. À mọi người ơi, hình như cô Anh Vũ, à đây rồi, em tưởng là cô bị out ra ngoài. Hot, chúng ta có thể là bật ghi Spotlight của anh Vũ lên không ạ? Dạ rồi, em thấy rồi. Dạ cô ơi, em chưa có nghe tiếng của cô rõ hả? Rồi em thấy rồi ạ. Dạ. Rồi được chưa em? Rồi như vậy thì vai trò của nước ép cần tây thì như tôi đã nói là cái muối, mình thấy cái vị nó hơi mặn mặn, thì cái muối ở trong nước ép cần tây theo các nghiên cứu thì nó chưa có một cái dịch ép nào của trái cây mà có cái loại nước muối giống vậy, người ta gọi là muối cụm natri nha. Và như vậy chính nó đặc biệt như vậy, do đó nó làm được nhiều cái mà các cái khác không làm được. Thì nếu mà các bạn có điều kiện thì có thể đọc thêm sách về nước ép cần tây của Anthony William, là một cái diễn giả mà đã sử dụng nước ép cần tây trên toàn thế giới. Ông đi truyền cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì á cái cần tây nó không có mắc tiền. Và ông thường hướng dẫn cho người dân ở các nơi để chữa bệnh. À, do đó mà ông làm cái công việc đó như một cái sự yêu thích và một cái sứ mệnh của ông đó. Thì khi mà ông nghiên cứu về cái muối cụm natri đó thì tôi xin chia sẻ lại. Tức là khi cơ thể chúng ta có rất là nhiều độc tố trôi trong cái dòng máu thì muối cụm, tại sao người ta gọi là cụm? Bởi vì cái muối đó nó có những cái phân tử muối không phải là hỗn hợp muối và chất khoáng, nó liên kết với nhau tạo thành những cái hình giống như mặt trời, giống như quả cầu đó. Khi mà nó đi trôi trong cái dòng máu, nó đến đâu nó thấy này, xác vi khuẩn này, nó thấy những cái mảnh rác này ở trong cái vùng máu thì bắt đầu nó hút vào bên trong, nó như quả cầu mà, à nó như quả cầu thế này, nó hút vào trong lòng và lúc đấy nó bắt đầu nó đào thải ra. Thì đó là một cái đặc điểm của cái muối cụm. Cái điều thứ hai là cái như hồi nãy tôi nói với quý vị đó, là khi mà các cái bệnh mà người ta nhiễm kim loại, đặc biệt là những người mà làm trong cái nơi mà xăng dầu thì nó hay bị nhiễm cái kim loại nặng. Và có một cái nó cũng rất là đặc biệt, đó chính là người ta nuôi tôm đó quý vị, mà bằng nhân tạo đó. Thì không hiểu vì sao cái hàm lượng mà người ta coi như là người ta xét ra đó, thì cái hàm lượng thủy ngân ở trong và một số kim loại nặng ở trong cái con tôm mà nuôi bằng nhân tạo của mình thì nó hơi cao. Do đó quý vị phải nhớ là ăn những cái hải sản thì nó cũng khá cẩn thận. Lý do là vì khi kim loại nặng đã nhiễm vào cơ thể rồi thì chúng ta khó lấy ra. Và khi mà nó nhiễm vào cơ thể thì nó bắt đầu nó gây hủy hoại các cái dây thần kinh. Do đó nó tạo ra rất là nhiều bệnh lý về thần kinh. Ví dụ như là sơ bì, coi như là không còn cảm giác ở các tay, chân, hay là không còn cái cứ hay bị kích thích hoặc là tạo ra cái sự dị ứng của cơ thể. Có nghĩa là hay là tê bì ở rất là nhiều vùng mà không biết là vì sao. Và rất là nhiều cái xét nghiệm của chúng ta không tìm ra đó là bị cái gì. Thì nước ép cần tây nó lại có một cái điều là cứ nó như một cái thanh nam châm á, nó đi vào cái chỗ nào mà có kim loại nó hút, tức là giống như là nam châm mà nó hút. Và nó cái kim loại nặng ở trong cái cơ thể chúng ta nó hơi đặc biệt, nếu mà nó mới vào á thì nhiều cái sản phẩm có thể hút được cái kim loại nặng cũng giống như nước ép cần tây. Tuy nhiên nếu mà cái kim loại nặng mà lâu ngày đó thì nó được bao phủ bởi một lớp lớp gọi là lớp chất béo. Các bạn cứ thấy là có những cái mà trong cơ thể của chúng ta có những cái độc tố đó, nó tự được bao bọc bởi những cái chất béo mà dư thừa đó, nó bao lại. Thế thì cuối cùng cơ thể nó nghĩ đó là chất béo. Và cái chất béo đó nó không bao giờ tan rã được bởi vì nó chứa rất là nhiều vụn kim loại ở trong đó.
thì nước ép cần tây có một khả năng rất đặc biệt là làm tan chảy cái chất lớp béo đi để xông thẳng vào để bắt cái kim loại đó. Thì người ta thấy rằng hầu như các cái loại sản phẩm khác hoặc là thậm chí các dược phẩm của hiện nay ở trong ngành y học cũng chưa làm được cái điều đó. Thì đó mới là gọi là cái đặc biệt của nước ép cần tây. Do đó mà chúng ta nhớ là nó có thể là làm vô hiệu hóa các cái kim loại mà bị tồn đọng ở trong cơ thể lâu ngày nhá. Rồi có những cái muối cũng vậy, tức là có những cái muối độc á ở trong cơ thể nó làm rất là lâu năm, thì nước ép cần tây nó như một cái máy xay các bạn, nó hút vào trong xong nó nghiền nát. Và đặc biệt là xác vi khuẩn, nó có một cái cách lấy cái xác vi khuẩn rất là hay. Tại vì các bạn biết là một cái hỗn hợp muối, chúng ta cứ nghe muối là sao, là nó luôn luôn là giống như là chất sát trùng. Tại sao mà cái con vi khuẩn nó lại bị chết bởi muối các bạn biết không? Đó chính là khi cơ thể của chúng ta mà có những cái gọi là cái xác cái con vi khuẩn nó lọt vào trong môi trường muối, thì môi trường muối đã sẽ rút hết các cái chất nước ở trong người con vi khuẩn ra ngoài. Người ta gọi là môi trường ưu trư, có nghĩa là ưu trư, có nghĩa là bạn hút hết, thì cái con vi khuẩn ấy nó không còn nước để sống và cuối cùng nó chết. Đó, thì ở đây cái muối cụm natri nó làm được điều đó, nó hút hết cái nước của con vi khuẩn ra, xong nó làm khô cái xác con vi khuẩn, xong nó lại còn nghiền nát cái con nó ra. Mà các bạn biết nó nghiền nát để làm gì không? Nó là một cái chất ăn, thức ăn của những cái gọi là những cái con vi khuẩn có lợi khác ở trong cơ thể. Nó là hơi đặc biệt như vậy. Thì sau này chúng ta, đó là những cái sự nghiên cứu của các nhà khoa học, chúng ta có thể chiêm nghiệm thêm ha. Thế thì chúng ta nói những cái điều cao siêu đó để làm gì? Chúng ta nói điều đó để chúng ta hãy biết cách là khi mà chúng ta uống cần tây vào, lúc nào nó mới phát huy được cái tác dụng đó, đó chính là lúc đói đó các bạn. Chỉ khi lúc đói thì cái nước ép cần tây nó mới đi vào sâu trong cái cơ thể. Và có nhiều cái nghiên cứu cho rằng là nước ép cần tây có nghĩa là nước phải không? À, cái nước đó nó, người ta nghiên cứu nó lại là nước mà nước hoạt hóa, nước hoạt tính, có nghĩa là không phải nước thường, mà cái nước đó nó có một cái tác động là nó len lỏi rất nhanh vào trong các cái gọi là các cái dịch kẽ, ví dụ như là xơ gan. Gan nó khô, nó không tiết được ra mật, thì cái nước đó đó nó len lỏi vào được mật, à nó và len lỏi vào được gan và nó kích hoạt để cho cái gan nó tiết ra mật. Đó, đó chính là những cái điều vô cùng đặc biệt của nước ép cần tây, và nó chỉ có tác dụng đó nhiều khi chúng ta uống vào lúc bụng đói thì nó tác dụng mạnh nhất. Thế thì trong những cái lúc mà chúng ta muốn uống vào buổi trưa, thế thì chúng ta nên uống như thế nào? Trước khi ăn, nếu ta muốn uống cho những người giảm cân, bởi vì nước ép cần tây có một lượng chất xơ rất là cao. Khi mà ta uống vào như vậy thì ta sẽ làm cho cái xơ đó, nó sẽ làm cho ta no bụng nè. Rồi chất xơ đó nó làm những cái đồ ăn của chúng ta ăn vào nó sẽ chậm hấp thu vào ruột, thì nó sẽ tiêu hóa chậm hơn, do đó mà chúng ta sẽ uống trước khi ăn. Còn nếu mà chúng ta muốn uống mà theo cái việc mà thanh lọc thì chúng ta có thể là uống hơi cách cái bữa ăn ra, đừng có gần cái bữa ăn, bởi vì khi chúng ta dùng cái lượng chất xơ, à nước có một số sản phẩm thì có cái lượng xơ quá cao nha, nhưng mà tôi thấy bột cần tây thì không có lượng xơ quá cao. Khi mà quá cái lượng xơ quá cao thì nó bị cái gì các bạn biết không? Nó ngăn cản cái sự hấp thu của các chất dinh dưỡng vào cơ thể. À, do đó mà chúng ta cũng rất là cẩn thận khi ta uống một cái lượng chất xơ quá nhiều và quá dày đặc nha. Có loại chất xơ nó tạo ra khi mà bạn bạn pha, bạn biết rất dễ cái loại nào nó sẽ như thế nào bằng cách bạn bỏ nước vào. Bạn thấy nó trương nở quá mạnh, quá đặc. Đó chính là cái mà chất xơ quá nhiều. Còn khi bạn bỏ vào nước, bạn thấy nó chỉ hơi sệt nhẹ thôi, thì đó là cái chất xơ vừa phải, tức là cái loại chất xơ nó nhẹ nhàng hơn. Thì bạn nhớ là thế, chất xơ nhiều có được không? Được, khi bạn uống lúc đói và bạn phải uống rất là nhiều nước,
thì bạn mới có thể thải tất cả, nó cuốn trôi đi tất cả những cái gì ở trong đường ruột mà buổi sáng sớm của bạn đi ra ngoài. Thì đó chính là những cái hỗ trợ của nước ép cần tây. Chắc chắn là khi mà nó cuốn như thế thì nó cuốn mỡ, mỡ là nhiều, do đó nó làm giảm cái mỡ máu, do đó các bạn cứ dùng trong giảm cân đúng không? Nhưng mà giảm cân chỉ là một cái vấn đề nhỏ thôi các bạn, giảm mỡ mới là vấn đề căn bản, chứ giảm cân thì chưa chưa chắc là quan trọng. Vậy thì chúng ta cũng hiểu rằng khi chúng ta dùng các cái chất xơ, các cái chất vitamin khoáng chất ở trong nước ép cần tây để giúp cho cơ thể có vitamin khoáng chất để khỏe mạnh này, chất xơ để làm cho cái thức ăn của chúng ta có thể là không có hấp thu nhanh này. Thế thì chúng ta cũng nhớ rằng là chúng ta làm sao cho các cái chất dinh dưỡng đó nó đi vào cơ thể của chúng ta thì nó không nên bị ngăn cách bởi những cái chất xơ quá nhiều nha các bạn. Như vậy thì chúng ta biết là vai trò của nước ép cần tây nó có cái muối cụm natri nó đặc biệt như thế nào. Tôi xin nhắc lại một chút xíu, nó sẽ có thể là hút vào trong cơ thể của nó ha, hút trong cái quả cầu của nó những cái yếu tố độc hại, đặc biệt là kim loại nặng, các loại muối đặc biệt có trong cơ thể từ lâu. Và nó còn có một cái đặc tính cũng khá quý, đó chính là nó làm cho cái môi trường của dạ dày. Các bạn biết không? Ruột thì các bạn rửa ruột rất là dễ đúng không? Rất là nhiều cái. Nhưng mà dạ dày là hơi khó. Các bạn rửa ruột nè, rồi các bạn cấy men vi sinh đường ruột này đúng không? Nhưng mà dạ dày thì làm sao? Cái men nào có sống được bởi cái dạ dày đâu? Thì nước ép cần tây với cái nước gọi là có hoạt tính, nó có tác dụng là làm sạch các cái gọi là dọn rác cho dạ dày, bởi vì không có một cái gọi là một cái vi khuẩn nào mà lọt vào môi trường dạ dày mà có thể sống được. Nhưng bây giờ vi khuẩn HP đó các bạn, nó sống trong dạ dày đó các bạn. Thế tại sao? Bởi vì cái dạ dày đó nó bị tổn thương, nó đã tiết ra những cái chất mà gọi là cái chất xác đó, tức là các chất gọi là dư thừa hoặc là cái chất rác của cái cơ thể của dạ dày, nên nó làm cho cái vi khuẩn đó nó sống được. Chứ nếu ra đúng ra một cái dịch dạ dày khỏe mạnh, nó tiết ra 7 loại axit, không cái con nào sống được hết á. Do đó mà nó mà cái dịch axit đến thì tiêu thịt này, tiêu cá, tiêu các chất đạm này. Do đó nếu các bạn thương cái lá gan của mình, các bạn khi các bạn đã bị bệnh rồi thì các bạn đừng ăn những cái thứ động vật, ví dụ như là thịt, như là cá, quá là khó khó tiêu hóa, để cho cái dạ dày nó phải làm việc quá khổ thì nó bắt đầu nó không làm việc nổi, nó đẩy xuống gan là gan phải gánh chịu. Đã nói là gan là người mẹ vĩ đại mà đúng không? Cái bộ phận nào mà không làm được thì gan phải làm thay. Và chính vì vậy, thương lá gan thì mình phải biết cái thực phẩm đầu vào của mình là gì, và mình luôn luôn thanh lọc gan, tái tạo tế bào gan cho cơ thể nha. Đấy, nước ép cần tây nó làm được những cái điều như vậy đó các bạn. Rồi, đây. Đầu tiên nó là kháng khuẩn này, thấy không? Do đó mà nó sẽ chữa được những cái viêm gan. Đầu tiên là viêm gan, giảm cholesterol và bảo vệ gan, thì đó là những cái chính của nước ép cần tây nha. Rồi, ngoài ra thì chúng ta còn có những cái diệp lục tố như chlorophyll ha, hay là chúng ta có những cái trường táo xoắn, thì tất cả những cái này là những cái dưỡng chất để đưa vào cơ thể. Và nó táo xoắn là một cái loại protein mà nó nhẹ nhàng nhất, nó tiêu hóa dễ dàng nhất. Vậy thì ai mà bị bệnh hãy giúp cho cơ thể bằng cách là dùng những protein thực vật, chứ đừng dùng protein động vật nhiều, thì nó sẽ làm nặng cơ thể của chúng ta nha. Và cuối cùng là tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, và sẽ chia sẻ với các bạn những điều gì mà các bạn cần coi như là hỏi thăm thêm. Rồi, cảm ơn em, rất là cảm ơn cô anh Vũ, và thay mặt mọi người là chắc là em nghĩ rằng cả nhà mình cũng sẽ có rất là nhiều câu hỏi đúng không ạ? Thì em sẽ nãy giờ em cũng có nhờ chị Sáng Trần đã xem lại những cái câu hỏi mà mọi người hay hỏi ở trong Zoom chat, để có thể là nhờ cô anh Vũ chia sẻ và giải thích thêm. Thì
À, hồi nãy em có thấy cô có phân tích về tảo này rồi một số thành phần khác, tại vì lý do vì sao là bởi vì cái sản phẩm của chúng ta Green Filter là không phải chỉ một mình bột cần tây đâu ạ, đó là thành phần chính. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy là trong cái thành phần của Green Filter của chúng ta là có cả là gì ạ, về cả là gì ạ, chúng ta sẽ thấy là cả tảo xoắn này, cả phan tả diệp này, rồi cả diệp mục tố nữa, tức là có một cái sự kết hợp rất là hài hòa giữa các nguyên liệu. Và đối với cái sản phẩm này thì em khẳng định đây là cái sản phẩm gọi là on nature, tức là hoàn toàn là tự nhiên luôn. Cả nhà mình sẽ thấy là ngay cả cái màu sắc này là màu sắc được giữ lại là tự nhiên, chứ không phải là chúng ta dùng phẩm màu hay bất kỳ một cái gì mà để chúng ta tạo màu, cho nên là chúng ta sẽ thấy cái màu sắc nó rất là tự nhiên. Và đây chính là cái sự khác biệt giữa cái, giống như hồi nãy em có nói là cái từ mà sấy lạnh á, cái công nghệ sấy sấy lạnh với sấy khô, là bởi vì là giữ lại được cái màu sắc và cái dinh dưỡng gần như là y nguyên luôn, cho nên là khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ hiệu quả rất là cao. Rồi, chắc là bây giờ em sẽ nhường mic cho chị Sáng Trần được không ạ? Chị sẽ thay mặt cho chúng ta sẽ đặt những cái gọi là talk show với cô được không ạ? Rồi, em mời chị ạ. Rồi. Em chào cô anh Vũ. Ừ. Thật ra là rất là ngưỡng mộ cô. Nghe lời nói của cô là giống như là nó phải nói là nuốt từ lời để chi, để làm kiến thức cho mình, để mình hiểu biết thêm. Thật sự rất là tuyệt vời. Cô ơi, bây giờ thấy cần tây rất là nhiều cái công dụng, cũng như là cái sự kết hợp giữa cái diệp lục, rồi rất là nhiều thành phần như cô phân tích. Vậy thì đối với cái đối tượng mà phụ nữ mang thai cho con bú, mình dùng như thế nào? Mình có dùng được không cô? Hoặc là trẻ nhỏ thì bao nhiêu tuổi thì mình có thể dùng được? Ừ. Rồi, với những cái trường hợp cho tức là phụ nữ có thai, nếu phụ nữ có thai quá nhỏ đó, nhỏ tháng dưới 3 tháng á, thì cần tây tươi nó có một cái đặc tính như thế này là nó kích hoạt mạch máu, kích hoạt mạch máu để lưu lượng máu gia tăng. Do đó mà nó cũng kích hoạt các cái cơ. Vì vậy mà với những cái người mới mang thai mà nhỏ tháng thì không nên dùng, hoặc là dùng cái liều rất là nhỏ. Tại vì sao mà mình lại lại phải có kèm theo cái đó? Nếu mà không nên dùng thì không nên dùng luôn. Lý do là người phụ nữ mang thai rất là hay bị táo bón, do cái cơ chèn ép nó hay bị táo bón, thì cái cần tây này nó giải quyết được vấn đề táo bón. Cái mà thường cho phụ nữ có thai mà bắt đầu lớn hơn 3 tháng mà dùng đó là cần tây số lượng ít, nước cần tây này, cộng với một ít là các bạn biết là có thể là không làm cho nó co thắt tử cung á, hoặc là co thắt các cái đường dẫn đó, thì mình dùng cái liều nó nhỏ chứ mình không nên dùng liều lớn. Và các bạn biết không, ở trong cần tây nó có vitamin C chứ không phải là cherry của bạn đưa vào là nó khác, thấy không? Chính cái cần tây nó đã có vitamin C. Vitamin C ở cần tây nó cái liều nó không có cao, cái liều lượng nó không có cao, nhưng cái tác dụng mà theo các nghiên cứu cho rằng là nó mạnh mẽ chứ nó không có yếu như là cái số lượng mà nó có. Do đó, và nó có một cái đặc tính rất là đặc biệt. Ví dụ như vitamin C ở ngoài chúng ta đưa vào thì chúng ta qua chuyển hóa gan, metin hóa đó, rồi tạo ra cái chất gọi là hoạt hóa của vitamin C nó mới có tác dụng. Tuy nhiên, ở cái gọi là cần tây thì cái vitamin C của cần tây không cần qua cái chuyển hóa ở gan là nó đã có tác dụng rồi, do đó nó mạnh mẽ hơn. Mặc dù số lượng nó ít thì cũng chia sẻ với các bạn để nếu ai mà làm đồ tươi đó thì cái nước ép thì nhớ phải là các cái máy nó dành cho những cái máy mà thường các cái trục, tôi thấy cái trục ở trên thị trường nói chung là máy ép chậm là loại tốt. Thì các bạn so sánh dễ lắm, ở nhà tôi so sánh vậy nè, tôi mua về tôi giã bộ ép ra ha, một bên này với một bên kia, thì cái nước ép đó nó luôn luôn là nó có cái ngọt hơn và trong hơn đó. Và nhưng mà thời gian vừa mới tới đây nè thì tôi không mua được cần tây đúng hữu cơ nữa, các nguồn không có còn tốt nữa, do đó tôi mới bắt đầu sử dụng Colagip. Trước trước đây tôi không sử dụng hàng Colagip, lý do là tôi nghĩ là cần tây tôi vẫn mua được, thế nhưng mà trong cái quá trình đúng là mình mua lại hơi khó khăn.
Thì các bạn cũng giống như tôi, khi nào mà có điều kiện ha, và rất là hơi khó khăn khi mà mình đi làm mình không thể là đem theo cái bình nước ép. Và các bạn nhớ nha, khi cần tây tươi được lưu trữ trong tủ lạnh quá coi như là khoảng chừng 3 đến 5 ngày, đừng có quá 1 tuần, bởi vì càng lâu thì nó sẽ tiết, nó lại chuyển hóa qua một cái chất độc lắm, gọi là chất coi như là cumarin, nó độc, do đó mà người ta không dám lưu trữ cần tây lâu trong tủ lạnh nha các bạn, lưu ý cho các bạn nghe. Và có nhiều khi tôi tức là mình mua là mình phải dùng ngay thì nó mới tốt, còn nếu mà mình mua mà mình để trữ lại á, thì nó lại là vấn đề, do đó là cũng khó khăn cho cái việc mà mình tìm cái nguồn cần tây hữu cơ. Và khi mà mình mua ở metro hay là mình mua ở những cái nơi đó thì nó còn có, còn nếu mà khi hết rồi thì ở ngoài không biết là bán cần tây loại gì là mình không hề hay biết. Thì các bạn lưu ý những cái độc tố nó sẽ đến từ cái nước ép tươi nha các bạn. Thì nhớ là khi mà mọi người mà bị táo bón đó, thì ngay cái ruột đó là coi như là mình có thể cấy men nè và cái nước ép cần tây, thì nó sẽ làm cho cái đường ruột của mình có một cái lượng chất xơ nó vừa phải thôi các bạn. Nó sẽ làm trương nở cái chỗ phân nó ra và nó làm trơn cái đường ruột, nó dễ đi vệ sinh rất là nhiều. Và đó là cái tại sao mà cho cái người phụ nữ có thai lớn tháng có thể dùng được, là do người ta hay bị táo bón đấy ạ. Rất là cặn kẽ đúng không ạ? Rất là cặn Ừ. kẽ, rất là low risk. Còn đối với trẻ nhỏ thì bao nhiêu tuổi dùng được cô? À, tuổi nhỏ đó thì thật sự ra đó là mình không muốn ảnh hưởng, tại vì có một số đứa những cái cơ của nó hơi yếu, do đó thường kinh nghiệm của tôi là tôi dùng cho đứa bé phải trên 3 tuổi đến 5 tuổi thì tôi mới sử dụng cần tây. À, thì mình cũng được biết là bé nhỏ thì cái hệ tiêu hóa bé chưa có hoàn chỉnh đúng không cô? Chưa Đúng có rồi. hoàn chỉnh. Bây giờ cái câu này cho sau sinh nè, cái này là cô Vũ nói xong là tới sau sinh nè. Cô Vũ nói là trước kia là cô Vũ là dùng cần tây là mua bên ngoài, nhưng mà bây giờ cô Vũ không có chắc chắn được là cái chất lượng nó như thế nào. Người ta hay dùng thuốc sâu. Thì bây giờ lúc nãy chị có nghe sau sinh nói rằng là sau sinh khuyên là dùng một cái cần tây ở Đà Lạt, và sau này sau sinh sẽ trực tiếp hướng dẫn mọi người cũng như là có một cái nơi để mà để sự đảm bảo cho cái cần tây. Vậy thì bây giờ mình muốn hỏi sau sinh là thật ra cái đó có được một cái bao tiêu, người ta gọi là bao tiêu á, sau sinh thì mình có được cái gì đó không sau sinh? Thực sự rằng là mọi người sẽ thấy rằng là từ lúc mà Lagip công bố là sẽ có sản phẩm cần tây á, nó lâu hơn thời hạn bình thường á, là vì cái nguyên liệu cần tây mà chất lượng cao á, thực sự là tại vì giống như cô anh Vũ nói rằng là có cả cuốn sách là nước ép cần tây cơ thể tự chữa lành á, rất là nổi tiếng á, tức là không phải tự nhiên cần tây mà gọi là phong trào và gọi là trend về cần tây đâu, thực sự nó rất là tốt. Và gọi là cái nguyên liệu này nó rất là hot, và để những cái vùng mà để trồng được và những cái đơn vị cung cấp được á, là số lượng nó không có nhiều, cho nên là khi mà chúng ta có được cái nguyên liệu tốt như này thì em rất là tự tin là chúng ta cứ sử dụng. Và sắp tới thì Lagip sẽ gọi là em sẽ có những cái hình ảnh rất là chi tiết để cho mọi người hình dung, giống như là Live Giúp chúng ta là mọi người có thể xem quy trình về nhà máy, thì về nông trại tất cả mọi thứ, về ví dụ như vừa rồi chúng ta có ký hợp đồng với lại ví dụ nguyên liệu cà phê, thì chúng ta sẽ có những cái thông tin như thế, thì sau này trong cái truyền thông của Live Giúp thì chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin nhiều hơn để mọi người có thể là có những cái niềm tin cũng như là cảm hứng trong việc là mình sử dụng và chia sẻ về sản phẩm, được không ạ? Thì em cũng chia sẻ luôn là đối với cái công nghệ mà hiện tại thì cái công nghệ mà sấy lạnh thì mọi người cũng thấy là cái giải mà nhiệt độ nó chỉ từ 10 đến 60 độ C thôi, và thậm chí là trong quá trình mà cái công nghệ này sấy lạnh á, là thậm chí còn phải vừa sấy để nó khô nhưng cũng phải giữ lại độ ẩm để giữ lại dinh dưỡng. Giống như cô anh Vũ nói là trong cần tây có rất là nhiều loại vitamin, không phải chỉ là cần tây mình cứ nghĩ là chất xơ, trong đó vitamin K này, rồi B6 này, rất rất nhiều, rồi protein cũng có luôn. Tức là đối với sản về cái nguyên liệu cần tây thì chúng ta sẽ thấy là bởi vì
nó có rất là nhiều cái gọi là vitamin, khoáng chất, và thậm chí có những hoạt chất giống như cô nói là cục muối natri á, là thậm chí là ở những cái nguyên liệu thành phần khác không không tìm thấy. Cho nên là em nghĩ được rằng là khi mà chúng ta hiểu rõ về việc là chúng ta phân tích đi sâu, giống như hôm nay mọi người nghe là cô anh cũng phân tích nó rất là dễ hiểu lắm. Nào là làm sao để đào thải độc tố là mọc lại, rồi xong nó cuốn ra, rồi thậm chí hôm nay em thấy một cái kiến thức rất là hay là ngay cả chất xơ, đúng không ạ? Nhiều quá cũng không phải là tốt. Mọi người thường nói là bổ sung chất xơ, ăn rau nhiều lên, nhưng mà có khi nào mà chúng ta ăn rau mà thậm chí là có những cái rau mà mọi người thường nói là hãy ăn rau sống mà enzyme thì tốt, đúng không ạ? Nhưng mà đôi lúc có những bữa mình ăn quá nhiều đồ sống như vậy thì lúc này bụng mình rất là cồn cào khó chịu. Thì chắc là hôm nay mọi người cũng sẽ link được đến một cái kiến thức mà cô anh Vũ chia sẻ, để mình có thể càng ngày mình càng giống như em thấy là bản thân em cũng được là nâng cái level mà kiến thức của mình lên. Thì không biết là sau này á, cô ơi, em cũng muốn là nhờ mọi người đây là, tại vì chắc là có mọi người thì cũng sẽ dễ hơn, là có thể là hàng tháng cô sẽ hỗ trợ những cái chương trình như thế này để cả chị Sáng Trần và các em thấy là trong Zoom này, em thấy là Medi Online nhà mình là rất rất nhiều chuyên gia luôn. Em thấy có bác sĩ, dược sĩ rất là nhiều trong buổi tối ngày hôm nay. Thì không biết là cô và các chị và các bác ở đây có thể là hỗ trợ cho cộng đồng của chúng ta những cái chương trình như thế này, kể từ hôm nay là ngày 26 tháng 8 rồi, từ tháng 9, tháng 10 cho đến mùa Tết luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau có những cái chương trình mà chúng ta sẽ chuẩn bị trước, và những cái nội dung mà thực sự rất là thu hút, để thậm chí là bản thân mình là mình ham học rồi, nhưng mà cộng đồng ở phía bên ngoài, về những cái người mà thậm chí nhiều lúc em biết là có những anh chị là leader hoặc là đã kinh doanh về dinh dưỡng rất lâu, nhưng gia đình kể cả bố mẹ nhiều lúc là không có, giống như một chùa nhà không thiêng á, thì có thể tham gia những chương trình như thế này để động lực hơn trong việc là cải thiện sức khỏe chủ động, được không ạ? Thì cô Vũ và chị Sáng có đồng ý là hỗ trợ sắp tới những cái chương trình như thế này nữa không ạ? Em đang quá trời cô Vũ trả lời. cô nghe Sáng nó cười là cô hiểu nó rồi. các bạn ơi, thật sự ra Media Online luôn luôn hỗ trợ cộng đồng, do đó mà em không lo, bởi vì chuyên gia Media Online rất là nhiều, tất cả mọi người cùng có thể chia sẻ với chúng ta những cái kiến thức mà để cho chúng ta có thể ứng dụng được vào trong đời sống là cái quan trọng. Có nhiều khi mình nói hơi sâu xa một chút, nhưng mà nếu mình hiểu tí cái sâu xa thì tất cả những vấn đề sẽ được giải ra rất là nhanh. Nên mọi người cũng có thể là sẽ từ từ mình sẽ nâng cấp cái suy nghĩ, cái hướng của mình đi lên. Tức là nước muối không bao giờ là giống nhau, chất xơ của các cái cây nó lại hoàn toàn chẳng giống nhau. Chứ đừng có nói vitamin C của cái chất này, cái quả chanh thì nó lại giống quả bưởi hay là nó giống. Không phải như vậy. Do đó khi mà ta tìm một cái nguồn thiên nhiên á, là ta phải hiểu rằng cái chất đó là nó từ cái cây nào ra thì nó có giá trị rất là khác nhau nha. Đó cũng là một cái kiến thức mà mọi người nên biết. Rồi, thật tiếp là theo mơn còn một ít phút. Thật là mơn 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 mọi người. Thật ra nghe Sao Sinh nói thì mình biết được, hy vọng là sẽ có một cái nguồn gốc rõ ràng để mọi người sử dụng cần tây. Và nó thuận tiện ở cái chỗ là nó sấy lạnh. Nhưng mà đối với những người muốn ăn tươi thì hy vọng là LiveGift sẽ có một cái quy trình nào đó để được những cái nhánh cần tây thật tươi, thật rõ nguồn gốc cho mọi người dùng. Sao Sinh ha. Em xin hỏi tiếp cô Vũ nha. Thật ra cái cần tây nó tốt như vậy thì nó có cái tác dụng phụ nào không cô? Hoặc là khi người ta ăn, người ta phối hợp với những cái loại trái cây hoặc những cái loại rau khác thì nó có chống chỉ định với nhau không? Nó có không có hợp với nhau không cô? Thật sự ra để mà nghiên cứu những cái gì mà nó tương tác với nhau, mà nó tương kỵ á, thì là một vấn đề. Tuy nhiên là quan trọng là nó sẽ hỗ trợ cho ai và nó hỗ trợ cái gì. Thì đầu tiên tôi muốn chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm. Tức là khi mà mọi người cần thanh lọc á, thì mọi người có thể là dùng cái cần tây đó cộng với những cái, ví dụ như là nếu mà mình cung cấp cho cái giải pháp là dinh dưỡng, nghe là nó khác.
Dinh dưỡng thì nó có thể làm với tảo giống như các bạn đang có đấy, là nó làm với tảo nè. Còn nếu mà nói về thanh lọc thì diệp lục là một cái chất mà nó luôn luôn đi kèm với cần tây. Thực sự ra có một, nếu mà ai mà làm đồ tươi đó thì có một cái thứ rất là rẻ tiền mà rất là dễ kiếm, đó là dưa leo. Dưa leo là một cái nguồn, nhưng mà dưa leo nó lại rất là khó khăn trong cái việc đông khô nên người ta không làm được. Vậy thì có nhiều khi mà các bạn mà muốn, những cái người nào mà bị khô người đó, thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn có thể là lấy một ít nước dưa leo đó, các bạn có thể vẫn hòa trộn vào cần tây tươi hoặc cần tây gói đều rất là được. Bởi vì sao? Bởi vì nó cung cấp cái lượng nước mà có các cái chất như là kali và trong cơ thể. Muối cụm natri, mà nếu mà có thêm kali thì trong cần tây đã cũng có kali nhưng mà số lượng nó ít. Nếu mà ta kết hợp kali của dưa leo thì nó sẽ tạo ra một hỗn hợp natri kali, và bao giờ cái hỗn hợp đó cũng được các nhà khoa học y học đó rất là thích. Bởi vì sao? Nó cân bằng điện giải cho cơ thể. Và các bạn biết sao không? Các bạn cứ thấy người ta nói rối loạn điện giải có nghĩa là rối loạn lung tung. Thì điện giải trong cơ thể là khi mà nó thiếu nước, người ta hay truyền dịch đó các bạn. Thì cái ion kali và natri cũng giống như là người ta hay uống những cái nước bù đó, thì người ta chỉ uống được một số ion, trong đó là ion kali là người ta khuyến cáo trong y học nó cân bằng cái lượng muối. Hai cái loại muối này nó cân bằng cái hệ thống tim mạch và tuần hoàn rất là tốt nha. Thì đó chính là cái mà có thể chia sẻ với bạn để có thể dùng được. Cần tây có thể dùng với rất là nhiều thứ chứ không phải là ít, nhưng mà vì cái câu chuyện nó lại là phải phụ thuộc là dùng để làm gì thì người ta mới kết hợp với nhau nha. Thế dùng khi nào mà dùng để làm gì mới kết hợp được với nhau để nó có ý nghĩa ha. Rồi bây giờ xin đọc câu hỏi ở trên đây nè, coi thử là mọi người hỏi cái gì đúng không, mà tại vì nó chạy nhanh quá ai đọc hộ bị dạ dày đúng không. Có mẹ 68 tuổi bụa hà ngô nè, bị dạ dày, bà xương khớp và cân nặng, sử dụng cần tây như thế nào? À, cần tây nó tác dụng trên xương khớp khá tốt đó bạn. Do đó bạn có thể là phối hợp cần tây. Mà cần tây nó làm gì? Trong đó hồi nãy á, là cần tây nó có một cái lượng nước gọi là nước hoạt tính, gọi là bio, tức là gọi là hydrat bio, bioactive. Thì cái nước hoạt tính nó có một cái nhiệm vụ là nó đi thẩm thấu vào trong các cái khớp để nó làm cho khớp không có bị khô. Thì đó là một cái đặc tính cũng rất là đặc biệt của nước cần tây nha các bạn. Do đó mà nó bổ sung cái lượng nước, rồi chúng ta vẫn dùng các cái sản phẩm kháng viêm rồi dẻo cơ, nhưng mà nếu mà nó khô quá, các bạn thấy một môi trường khô của khớp thì cái từ người ta dùng khô là nó đúng là khô đó các bạn, có nghĩa là nó không có nước, nó không có chất dịch ở trong cái môi trường đó. Thì cái nước cần tây nó có một cái đặc tính là nó thẩm thấu qua được, do đó mà người ta rất hay dùng nước ép cần tây trong xương khớp nha các bạn. Đó là nó bổ sung cái nước ấy. Rất là Wow, thiệt hay. rất là tuyệt vời. Nó Ừ. vừa bổ sung nước cho xương khớp mà nó vừa cân bằng điện giải cho cơ thể. Đúng rồi, Bởi vì đúng cân như bằng điện cái điện giải trong cơ thể mà nó thiếu là người rất là mệt mỏi, đúng không thế. cô Dũng? Đúng rồi. Hôm nay thì cái buổi Zoom hôm nay thật ra mình thấy rất là quý, nhưng mà ở đây là hôm nay mình chỉ nói về cái giải độc của cần tây. Tuy nhiên em thấy có nhiều câu hỏi nó liên quan tới cái những cái xét nghiệm nêu ra đây thì như nào cô Vũ Chỗ nào ha, em cô chưa thấy, cô chỉ thấy ha, là 17 tuổi bóng nhiều năm dùng cần tây hiệu quả không? cái kết quả định lượng của viêm gan B cô Vũ, cái câu cuối cùng hôm nay nè. Bây giờ mình sẽ trả lời cho bạn cái đứa bé 17 tuổi bóng nhiều năm. Bóng nhiều năm có nhiều nguyên nhân. Có một nguyên nhân do thần kinh, có một nguyên nhân là do cái cơ ruột á, nó không có được, và có một cái nguyên nhân là cái phần cuối á, của ruột nó dài, nó phần ra, như vậy là nó do cái cấu tạo.
Vậy thì tùy thuộc vào nguyên nhân mà người ta có thể làm được cho táo bón. Tuy nhiên nó có hai cái để bạn có thể giúp cho táo bón, đó chính là sự mềm cái phân ra, tức là bạn phải làm cho mềm này, rồi bạn phải làm cho cái đường ruột nó trơn để nó chạy ra. Vậy thì men vi sinh là bạn phải ký thường xuyên cộng với những cái chất xơ ở đây, xơ cần tây, nên hồi nãy tôi mới nói là cho phụ nữ có thai mà có thể uống được để tránh táo bón đấy, là do cái chất xơ nó dịu nhẹ nhưng mà nó hút, nó tạo ra cái nguồn nước, tại vì nước ép cần tây nó có cái nước đó các bạn. Thì là nó tạo ra được cái sự mềm của cái khối phân. Tuy nhiên là có những cái mà về vấn đề đại tràng dài thì chúng ta lại cần phải cái sự can thiệp khác, hoặc là một số yếu tố về thần kinh thì chúng ta phải có máy kích thích để kích thích cái hậu môn đó, là để coi như là nó có thể là nó tạo ra cái hệ thần kinh ở cái khu vực đó nó được kích hoạt trở lại. Thì không biết em có thể là inbox cho tôi thì tôi hướng dẫn cụ thể cho cái đứa trẻ này nha. Bạn nó tên là gì đây? Nước ép cần tây uống hàng ngày trong quá trình thanh lọc được không? Uống hàng ngày trong thanh lọc đều được. Tuy nhiên có một số cơ thể mà giống như nó có cái muối cụm natri đó, thì có một số cái mà cái cân bằng của kali và natri không tốt á, thì chúng ta nên là nếu mà chúng ta uống lâu dài thì chúng ta nên ép hoặc là chúng ta hòa chung với những cái thành phần ví dụ như hồi nãy nói là tảo nè, đó là chlorophyll nè, đấy chúng ta nên kết hợp với một số thành phần như vậy thì nó sẽ làm cho cân bằng và có cái sự hấp thu tốt hơn nếu mà em có thể dùng một thứ trong một thời gian dài nhé. Câu hỏi của bạn Bích Ngân là bị viêm gan đây, B. Đây, đây, đây. Copy me list. Để cho nó chạy nhanh quá. Viêm gan B của con đang dùng Vili rồi. Trước tiên, khi ta gọi là bị viêm gan nha. Bị viêm gan. Thì ta phải giết virus. Ta muốn giết virus mà ta không muốn dùng thuốc tây, thì ta sẽ phải có một cách là ta phải kiềm hóa máu. Để tạo ra một cái dòng máu kiềm đó, thì ta phải dùng toàn thể các cái chất ta đưa vào là hoàn toàn thiên nhiên. Đồ ăn gì cũng thiên nhiên hết. Và chúng ta sẽ không dùng được một số chất mà nó nấu chín nhiều, ít thôi. Mà ta chỉ dùng các cái chất người ta gọi là ăn thô. Nó mới tạo ra dòng máu kiềm. Các cái sản phẩm ta đưa vào cũng là thiên nhiên nên nó tạo ra dòng máu kiềm. Các bạn biết vì sao mà cái cuốn sách của ông William, Anthony William nó nổi tiếng không? Bởi vì cái nước ép cần tây đó nó có khả năng kiềm hóa máu. Chính vì vậy mà lạ lắm, cứ máu nó là kiềm á thì không có cái u nào phát triển được, mà cũng không có cái vi trùng virus nào phát triển được trong môi trường kiềm. Mà cứ môi trường axit là nó phát triển mạnh lắm. Nên khi mà người ta đã bệnh nặng rồi, người ta đành phải lựa chọn giữa cái sống và cái chết, thì người ta phải bắt buộc thay đổi chế độ ăn, chứ không phải là thay đổi về đồ uống, không phải là dùng thực phẩm chức năng. Mà lúc đó người ta phải quyết liệt thay đổi chế độ ăn nha. Và thực phẩm chức năng chỉ là những cái gọi là như là những thức ăn nha. Như là những thức ăn, nó được coi là một thành phần của thức ăn mà thôi. Do đó mà thức ăn chính vẫn là được coi trọng hơn hẳn là những cái thứ mà em đưa vào. Do đó nếu mà em đã bị những cái viêm gan nặng đó, hoặc là em muốn chữa lành, thì em không thể nào chỉ dùng những cái sản phẩm, bất cứ sản phẩm nào cũng không thể nào chữa lành hết cho em. Nha. Một cái môi trường kiềm quá là cái môi trường đẩy lùi tất cả bệnh tật, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Và cái vấn đề này cần phải đòi hỏi cái sự quyết tâm của bản thân. Nhiều khi mình hay bị cảm quá bởi những thức ăn mà chế biến nhiều, chiên nhiều. Tại vì những cái đó nó có cái mùi nó rất là kích thích. Hấp dẫn. Đúng rồi. Hấp dẫn. Đòi hỏi nó làm chúng ta mà ngồi nhai nhai mấy cái rau đồ xào ngon bằng mấy cái đồ chiên đồ xào, đúng không? Nhưng mà nói vừa rồi, lúc đó ta chọn những cái sống và cái chết, thì ta đành phải quyết tâm thôi các bạn, và đừng để nó trễ quá.
nha. Thì ta lúc đó sau đây ta quyết tâm nó cũng muộn rồi. Do đó khi mà như vậy là khuyên người nhà chuyển qua chế độ ăn đặc biệt để có thể giúp đỡ cho cơ thể nó phục hồi ha. Thật ra giống như bản thân em nè, khi mà mình dùng thanh lọc xong nó cơ thể nó rất là khỏe. Mặc dầu trải qua 72 giờ nó phải vượt qua, thật ra phải có một cái sự quyết tâm rất là dữ để vượt qua, cám dỗ rất là nhiều thức ăn. Cho nên mình khuyên mọi người nếu mình muốn để cho một cơ thể khỏe mạnh, cơ thể không bị đau đớn, thì mình hãy ngay từ bây giờ mình hãy để cho cơ thể mình kiềm kiềm thật là nhiều, là bằng cách ăn rau hoặc là mình uống những cái loại nước mà có tính kiềm, đúng không cô Dũng? Và em biết là tại sao mà nó là 72 giờ, tại sao nó là 1 tuần, tại sao nó là 24 giờ. Lý do khi em nhịn đói 24 giờ, nó có giá trị của 24 giờ là nó diệt được những cái vi khuẩn. Tại vì khi em đói thì cơ thể của em sẽ có nên gan. Lúc này là chỉ có nhờ gan, nếu gan em yếu là em sẽ chết. Là vì sao? Khi mà cơ thể đói một cái là nó tụt đường huyết. Thì hồi nãy mình mới học đó, gan nó sẽ điều hòa glucose ra từ cái glycogen dự trữ, nó nhốt ở trong đó mà nó giống như một cái kho dự trữ. Người mẹ vĩ đại mà có nhiều đồ dư là cất hết, bắt đầu lúc này mới bắt đầu đem ra xài thì nó cứu cơ thể, và cơ thể mình vẫn duy trì rất là bình thường, nó không bị hạ đường huyết. Và khi đó bắt đầu vi khuẩn bị đói, mình thì có đồ ăn, còn vi khuẩn đói bắt đầu nó mới bị mất, nó mới chết dần chết mòn. Nhưng mà nó chết á, mà 24 giờ thì chỉ có một số con chết thôi, xong đến 48 giờ có thêm một số con độc đáo nữa chết tiếp. 72 giờ ta vượt qua 3 ngày thì có rất là nhiều con gọi là vi khuẩn độc á, nó không sống được lâu khi mà chúng ta không cung cấp bằng cái đồ ăn mới, là nó không sống được. Do đó nó đành phải bị lôi ra. À, nó hồi xưa nó sống trong cái ngôi nhà của nó nha, nó tỉnh táo lắm. Bởi vì sao? Đồ ăn thức uống đi vào là nó ăn. Thế nhưng bây giờ không còn đồ ăn nữa thì làm sao? Thì nó phải chui ra khỏi hang, và như vậy nó sẽ bị các cái yếu tố kia, là cơ thể mình nó khôn lắm, thế là nó giết luôn. Còn nếu mà nó cứ cố thủ ở trong nó như vậy là cái giá trị em nhịn ăn á trong 72 giờ để thanh lọc nó có giá trị rất là cao, chứ nó không đơn giản như em nghĩ là nhịn đói để ốm. Chả cần ốm mà chỉ cần thanh lọc những cái con vi khuẩn đó ra khỏi cơ thể của ta, và đặc biệt kim loại nặng. Kim loại nặng nó khó thanh lọc lắm các bạn. Nó được bao bởi một lớp mỡ mà cái vi khuẩn nó bao giống như là cái dao ở trong, đúng không các bạn? Nhưng mà ở ngoài là bao bọc hết, có thấy được cái dao đâu. Khi mở ra là mới đứt tay, đúng không? Mà muốn mà mở phải mở tháo các cái bọc ra. Thì nước ép cần tây nó tháo được cái bọc ra, và nó tấn công, nó làm coi như là nó làm phá vụn cái kim loại bên trong. Em thấy nó kinh khủng không, chứ nó không đùa đâu nha. Không phải cái gì nó cũng làm được, mà nước ép cần tây nó làm được đấy nha. Nên là mọi người cũng cố gắng lên nha. Đúng Ung thư là cơ gan vô thể. thuốc 5 giờ, 5 lần giờ có uống được nước ép cần tây, uống tốt lắm chứ có gì đâu. Nhưng mà ung thư gan thì chắc chắn phải có đúng quy trình là gì? Thải độc, tái tạo tế bào gan nha, giết vi khuẩn đó. Thì và đã ung thư gan thì chỉ kiềm hóa máu thôi, chắc chắn là phải qua chế độ ăn đặc biệt, chứ không thể nào dùng cái nước gì cũng vậy thôi. Nó không 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 có thanh lọc được nha. Nên là em phải kết hợp rất là nhiều yếu tố thì em mới làm được. Rồi rồi trả lại mic cho bạn sáng trần đó. Ở đây có thấy chị Bích Ngân chỉ giơ tay rất là lâu, chị có thể phát biểu trong ít phút, chị Bích Ngân ha. Dạ, con xin chào cô Rồi Đỗ, chào con em. ngưỡng cô lắm luôn á. Là con xài Willy là tại vì câu nói của cô á. Cái câu nói của cô là con đánh giá Willy nó ngang với cái số 7 á. Và con cũng là người À, tức là mới vừa đưa lên em khung ăn đó phải không? Em ăn gạo lứt đó chat. phải không? Dạ, con mới đưa lên khung chat cái kết quả mà xét nghiệm của con á. À, Là tức là em đang ăn theo Osawa đúng không? trước kia giờ con cũng còn ăn, nhưng mà con rớt xuống chắc cỡ số 5 rồi chứ không còn số 7 nữa. Dạ,
Tại vì lúc đầu là con bị gan hoạt động năm 2017 á cô. Cái 2017 là con từ ăn mặn mà con qua trường trai luôn. Và trường trai theo Osawa và là con chọn số 7 và con có thanh lọc phan trải tải diệt 12 ngày. Tức là con đi cái liệu trình đó và con cũng có nhiều lần vô số 7 và thanh lọc phan tải diệt. Nhưng mà thì nó không, khoảng 6 tháng là con đi xét nghiệm lại là con không có bị hoạt động nữa, tức là con không có dùng thuốc tây. Thể coi như là thể nằm á, thể yên ngủ đó, nó không còn thể hoạt động đúng không? Dạ, nhưng mà bắt đầu là con bác sĩ bên nhiệt đới mới dặn con là thôi 1 năm nữa mà con cũng không có khai bác sĩ là con không có dùng thuốc, bác sĩ nói ổn rồi. 1 năm nữa thì lên test lại nhưng mà dịch đâu đó thì con có lên. Với lại con cũng tự tin với số 7 con cũng có lên luôn, nhưng mà chắc có lẽ là do con ăn xuống với số 6, số 5 hay sao con thấy là cái số lượng siêu vi nó tăng lên nhiều quá. Cho nên là con mới chọn cách là tại giờ là vô lại số 7 thì nó sẽ gặp khó khăn. Tại vì hồi đó con còn nhỏ nó ở mẫu giáo nguyên ngày á thì con ăn số 7 được. Còn giờ số 7 là phải nhai kỹ đúng liệu trình của nó nữa. Giờ con không có theo được cho nên là con đã xài Vili. Và con xài được hơn 1 tháng rồi đó. Con thấy rồi, bây giờ chị chỉ đó. Cho em luôn nha. Dạ. Chỉ cho mọi người luôn nè. Người ta ăn số 7 có nghĩa là chỉ có gạo lứt với mè. Dạ đúng. Thế thì cái điều đó nó làm được cái điều gì? Nó làm được kiềm hóa máu. Nhưng nếu em ăn dài lâu thì nó bị cái gì? Nó bị thiếu chất trầm trọng nha em. Dạ. Không đùa nha, không đùa nha. Người ta ăn số 7 giống như là một thời gian để nó kiềm hóa máu nhanh nhất có thể. Nhưng nó lại bị thiếu hụt rất nhiều vitamin khoáng. Vitamin ở trong cái gạo lứt á, thì nó có vitamin B. Nhưng còn nhiều cái vitamin khác thì nó lại không có. Và cái quan trọng nhất là những dưỡng chất không đủ. Chính vì vậy người ăn số 7 mà không biết ăn ra sẽ suy kiệt cơ thể từ từ. Điều đó là không nên nha em. Em nên dùng những cái chất dinh dưỡng đặc biệt, ví dụ như là Vili, đông trùng, sâm, vân vân. Tất cả những cái thứ mà người ta gọi là hoạt chất sinh học cao để đưa vào cơ thể cho cơ thể nó khỏe mạnh mà nó khỏi qua cái chuyển hóa. Tuy nhiên, em phải nên đi thải độc. Tại vì em đang bị virus mà, nên em phải thải độc gan. Thải độc gan thì em cần cái gì? Cần tất cả những cái kiềm hóa máu nha. Hoặc là em có hỏi là có dùng cần tây hay được không? Quá được, hồi nãy giờ mình phân tích rồi. Cần tây làm được cái gì cho cơ thể của mình? Cần tây làm được cái thải độc cho cơ thể mình nha. Và nếu mà các cái việc mà em có thể cung cấp các vitamin khoáng chất nó rất là tốt nha. Nên là có cái gì á, tại vì cái quá trình để điều trị siêu vi gan là một quá trình phức tạp và nó cần các giai đoạn. Thế thì Bích Ngân em hãy liên hệ với chị có thể cho em những cái giai đoạn là nên dùng cái này, nên ăn cái này, rồi lại qua giai đoạn khác thì nên là như thế nào thì nó sẽ hiệu quả hơn cho em. Nhưng mà khuyên em là không nên dùng số 7 hoặc là số 6 kéo dài nha. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Cô Vũ rất là nhiệt tình, chị có thể liên lạc lại với cô Vũ thêm ha, để cô Vũ sẽ có thể hướng dẫn thêm cụ thể. Tuy nhiên mọi người, mình hôm nay mình ngộ ra một vấn đề nha mọi người nha. Mọi cái vấn đề trong cơ thể đều do cái virus gây ra. Và virus thì nó không chịu được môi trường kiềm. Cho nên cuối cùng là gì? Mình phải giữ cho cơ thể mình cái môi trường kiềm. Từ đó mình đánh bật được những cái loại virus gây ra bệnh tật. Và đặc biệt là cái lá gan của mình là cái nơi rất là cần thiết phải thải độc. Và cần tay làm được điều đó. Rất là tuyệt vời. Em cảm ơn cô Anh Vũ rất là nhiều. Mọi người có thể hẹn lại cô Anh Vũ một chương trình tiếp theo ha. Và sau đây chị mời Sao Sinh sẽ nói thêm về cái sản phẩm cần tay, cũng như có một cái lời hứa hẹn như thế nào đối với những cái người trong phòng Zoom Sao Sinh ha. Em thấy là timeline em gửi cho cô Vũ với chị Sáng á, là từ 7:30 đến 8:30, bây giờ 9:15 rồi. Và bây giờ thì chắc là em cũng không giới thiệu sản phẩm gì đâu ạ. Em sẽ nhờ host gửi cho chúng ta là cái đường link Zoom vào cộng đồng Robby Like It, để tất cả những cái thắc mắc thì chúng ta sẽ giải quyết sau. Và thực sự là đây không phải là cái gọi là cái buổi mà để chúng ta có thể giới thiệu sản phẩm, cái buổi hôm nay là chúng ta trao giá trị. Và thực sự là em rất là
đầy lòng biết ơn đến cô Vũ và chị Sáng ngày hôm nay đã hỗ trợ để có thể là mình có một cái chương trình tuyệt vời như thế này. Và nhờ Hóc một lần nữa là sẽ gửi lên cho chúng ta là đường link vào trong Dropby LiveGift là cái cộng đồng Facebook, và có một cái trang web đó là em cũng muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu, đó chính là về cái trang web wellness LiveGift vn.com. Thì trên này có tất cả những thông tin về sản phẩm rồi, bởi vì thực ra là những cái chương trình của chúng ta là chúng ta sẽ không phải là dành thời gian để mà chúng ta đi quá nhiều vào sản phẩm đâu ạ, mà chúng ta sẽ nghe những gì giống như hồi nãy cô Vũ rồi chị Sáng chia sẻ thì nó sẽ giá trị hơn rất là nhiều. Thì đối với sản phẩm thì nó đơn giản lắm, ưu điểm như thế nào rồi này là có trên hết trên trang web, và cả nhà mình chỉ việc là truy cập vào đây, thậm chí là LiveGift chúng ta là có chương trình e-learning, cả nhà mình chỉ cần search lên đây khóa học trực tuyến là có ngay cả video là chia sẻ 15 phút về sản phẩm Green Filter là chúng ta sẽ có thể là chúng ta có thông tin rồi. Cho nên là em cũng muốn dành những cái thời gian quý giá như này để chúng ta học tập thêm về kiến thức chứ không phải chỉ riêng lệ về sản phẩm. Thì một lần nữa em sẽ nhờ Hot gửi đường link Zoom là đường link wellness by LiveGiftVN.com và cộng đồng Robby. Đây là cái cộng đồng mà chúng ta đây cả nhà mình sẽ thấy là mọi người đặt rất là nhiều câu hỏi và sẽ được trả lời tất cả dưới này hết, được không ạ? Thì đây sẽ là những cái sự hỗ trợ về lâu dài của công ty đối với chúng ta. Và em cũng sẽ mời tất cả chúng ta là sẽ cùng nhau có chắc là em sẽ nhờ Hot bật tiếng để cả nhà mình có thể là thay vì gửi tin nhắn thì mình có thể nói luôn là lời cảm ơn đến cô Phó giáo sư tiến sĩ Trần Anh Vũ và chị Sáng Trần, được không ạ? Em sẽ nhờ Hot ạ, và em sẽ tắt cái chia sẻ của em ở đây ạ. Rồi chị cũng rất là mong sau sinh sẽ có những cái bằng chứng cho cái nguồn gốc hữu cơ về cần tây nha, và những cái Em mở mic đi, sao xin đây nha. rồi rồi chắc là bên hot Dạ. tự đóng hết có nghĩa Em rất là là tự tin là chúng ta sẽ tự tin để chúng ta sử dụng sản phẩm, giống như em nói là cái sản phẩm của chúng ta, thậm chí là những cái đối tác ở những đất nước tiêu chuẩn rất là cao, khó tính, có thể là sắp tới là sẽ nhập khẩu những cái sản phẩm của mình, cho nên là em sẽ truyền thông mạnh mẽ hơn về những cái thông tin để cho cả nhà mình có những cái niềm tin. Nhưng mà chắc chắn là hiện tại thì sản phẩm chúng ta là đạt chuẩn FDA cũng như là ISO và GMP thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, và em cũng sẽ nhanh chóng là sẽ có những cái video thực tế để cho cả nhà mình hình dung thay vì chỉ là gửi giấy tờ hoặc là những cái chứng nhận không, được không ạ? Rồi, sao Dinh ơi, em có thể là có cái chứng nhận về nguồn gốc hữu cơ, đó là một cái nguồn gốc giá trị để cho mọi người có cái niềm tin khi mà sử dụng sản phẩm hữu cơ nha. Em sẽ gửi sớm để cho cô và các anh chị ở đây chúng ta có, và trong cái việc mà chúng ta đi chia sẻ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và hiện tại thì LiveGift của chúng ta sắp tới là sẽ có những cái thông tin cập nhật như em nói là trên trang web Wellness LiveGift, thì cả nhà mình trên cái thẻ mà em sẽ bật lại thì trên này là có những cái chứng nhận tất cả mọi thứ, thì mình có thể vào trong những cái trong đây cái hoạt động về hỗ trợ kinh doanh, về hồ sơ năng lực, catalog, chứng nhận nhà máy, chứng nhận bảng giá, tất cả mọi thứ thì sẽ có trên này, tất cả kể cả khuyến mại sẽ được cập nhật. Cho nên là em cũng mong là mọi người sẽ cùng nhau là sử dụng quen cái đường link này, tại vì đây cũng là cái tâm huyết của em cũng như là đội ngũ của LiveGift, thì gần như mọi thứ là mình show ra rất là rõ ràng luôn, thậm chí là các chương trình khuyến mại thì nhiều lúc mình sẽ chủ động thay vì là mình chỉ nhận thông tin qua các cái group hay là các kênh, đúng không ạ? Rồi, em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì như em nói là timeline của chúng ta là đến 8 rưỡi, bây giờ đã 9 giờ 18 phút rồi, và chắc là mình sẽ để cho cô anh Vũ còn nghỉ ngơi và chị Sáng nữa, được không ạ? Rồi, nhớ hot sẽ Rồi. các anh chị ạ. Rồi, Cảm ơn cảm ơn cô mọi Vũ. người. Chào mọi người nha. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến, và sau này chúng ta sẽ có những cái buổi Cảm chia ơn sẻ cô. thêm nha. Rồi. Em cảm ơn cô. Cảm ơn cô, chào cô. Cảm ơn sao xinh. Cảm ơn chị Sáng Trần nha. Bye bye. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn cô Vũ, cảm Hay ơn chị quá. rất nhiều. À, cái gì em gửi lại cái video call, video này Rồi, để chị gửi gì cho hệ thống.
Dạ, em sẽ nhờ host để lưu lại và mình sẽ gửi lại cái video này sớm nhất ạ. Chắc là em nghĩ sáng ngày mai là mình đã có đường link rồi.